chào tất cả bà con. Tôi lại phải nhắc lại một lần nữa, đây là cái xóm Tam Tấu, tôi là ông già, bên đây là bà già, còn bên kia là em. Bà già là bà gì? Dạ. Và để nói tiếp cái phần giới thiệu rất nhạt nhẽo vừa rồi, thì tôi xin mời quý vị bà con hãy cùng nhau đón xem cái sự việc gì sẽ xảy ra tại cái xóm Tam Tấu này. Và chào mừng tiếp theo. Alo, alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alo, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dán đâu ra cái này về vậy? Trời ơi, đi mua đó. Mua hả? Trời ơi, tụi nó bán sale cuối năm nè. Trời ơi, tụi nó bây giờ hay lắm, có cái này với cái này thôi. Ừ. Gắn cái nhạc mà Bluetooth vô là ca được rồi. Hay vậy trời. Vui lắm. Tết thì có cái còi hát vui nè. Có cái để mình chơi, mình ca hát vui. Alo. Hát lớn lên rồi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai làm cái gì mà sùm mới sáng sớm Tết nhất tới nơi à? Cái gì vậy? Em sao em ngộ quá hả? Người ta ca hát cho nó vui đầu năm chứ cái gì mà la vậy? Ủa, Tết đâu phải để ca hát, là để yên tĩnh, để nghỉ ngơi. Bà nghỉ cả năm trời bà không thích hả? Tự nhiên cái Tết yên tĩnh nghỉ ngơi. Thôi đi tu đi. Tự nhiên Tết cho vui kêu yên tĩnh nghỉ ngơi. Ủa? Mới mua cái loa hả? Cái loa đó. Mua loa chi vậy? Tết nhất hát trong shop mình làm sân khấu rồi cho nó vui. Ừ. Rồi có ai biết hát đâu mà vui không vui. Trời đất ơi, ca hát cho nó vui chứ đúng không? Rồi. Giới thiệu đi, làm MC rồi đi. Rồi rồi, để tôi giới thiệu nha. Giới thiệu đi. Dân giả kính thưa tất cả bà con. MC bị dư đó. Mình dân mình bỏ dạ, dạ bỏ dân đi. Dân giả là cái gì? Si gì kỳ vậy? Dân kính thưa quý vị khán giả. Dạ. Dân gì? Hả? Không ai hỏi gì cũng dân. Dân cũng quả cũng nhà không hả? MC mà nóng tánh quá à. MC người ta phải vững vàng lên. Bị chửi riết là quen, hiểu không? Có gì đâu mà dễ bộ. Đứng ra làm. Thôi tôi làm chi? Hát luôn cho làm chi? Và bây giờ tôi xin hát một ca khúc rất là sôi động. Baby say yeah. 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 Dục luôn đi. Không có nghe. Yeah yeah mà không có nghe. Đứng luôn. Ta nói rồi, cái micro để bình thường hát đi. Lắc 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 cái micro nhức đầu nó im luôn rồi. Mà đi ăn micro là nhức đầu. Chứ sao? Micro nó nhức răng thôi. Nhức răng hay không? À, ừ. Mệt quá à. Coi coi nè. Alo, alo. Ủa được rồi nè. Nghe không? Nghe. Sao chị hát nó bị tắt vậy cưng? Thì bà nạt quá, nước văng vô nghẹt cái lỗ sao nghe. Vậy em đừng có hát. Em đâu có vật cản đâu, nó văng đâu dữ lắm. Bớt soi mối hàm răng của em lại đi. Sao vậy? Em quá mệt mỏi rồi. Chứ cái hàm răng em nó có cản được nước không? Cản được sao không cản? Ở vòng cánh cung gì nước đâu có văng vô được. Trời ơi, răng em đi sân khấu cầu vòng với em. Trời đất ơi. Trời ơi. Thì chỉ cánh cung nước đâu văng được micro vô ướt áo bà hết rồi. Bây giờ có thể bây giờ khai thác hàm răng. Những cái sao đừng nói tới nó nữa. Không nói tới nó không có vui. Làm rồi. Làm ơn phải biết sáng tạo đi chứ. Không thích nữa. Thôi thôi thôi, mệt mấy bà quá. Giờ ca nhất tới thôi. Giờ vô quảng cáo ca, nè. Tôi ca. Em gái tôi sẽ ca một ca khúc sôi động. Vô. Vô. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Vẫn là con trai cũng chưa yêu ai một lần nào. Mình đang vô đây. Cô điên hả? Sao vậy? Thì phận làm gái yêu ai, cái phận làm trai cũng yêu ai luôn à. Chứ sao? Hát cái gì tầm bậy tầm bạ, hát chế lời bậy bạ gì. Chỉ hát đúng là hát sao bà hát thôi. Mệt hai bà chịu đó. Gì cũng được chứ để tôi làm cho. Thôi làm chi nữa, bây giờ kêu ai vô làm đi, tụi mình làm nó không có ra cái gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ Tết nhất phải chơi cái gì? Chơi cái gì đi chứ. Trời ơi, cái trò gì mà Tết nhất ông bà già trẻ lớn bé ngồi xếp bàn xuống đất kìa nè, mà lấy mấy cái tờ lô gì? Lô đề hả? Tụi mày bắt bà giờ ra. Chứ chơi gì? Lô hội. Ủa là lấy da đam quăng vô mặt nhau chơi gì đó hả? Không, lô hội là kêu cái hội chơi lô tô á. Ai chơi lô tô? Lô tô. Ê, mà chơi lô tô là sao? Chơi sao? Lô tô là ơi mà chơi lô tô nó cũng buồn chán lắm nghe. Tự nhiên cái hả? Móc ra 32 ca kinh, 45 kinh, 67 kinh. Chưa kinh tôi ngủ rồi. Lấy nguyên bình hồng dưa ra đặt lấy ăn hết bình hồng dưa chưa kinh luôn. Kêu lô tô này đó. Muốn vui á là phải có người. Mà em cũng chơi không có được nữa. Em để trong Google là pạc không biết chỗ nào kinh luôn. Thôi mệt quá. Rồi bây giờ dìm nhau đủ chưa? Thì em không thích ghẹo nhau chơi vậy mà. Không có vui luôn á. Cái gì bây giờ nè. Kêu lô tô nó con số ra. Trước đó phải hát mấy câu nó mới sơ. Không biết hát không?
tôi nói nghe nè, bây giờ tôi biết cái một cái nhóm này ở đâu nữa? Ở trên xóm trên. Ở xóm ngộ ha, mấy người tài ở trên xóm trên không à? Cái xóm này có quái cũng gì dở không à? Tại vì nó quy định vậy á. Kỳ quá ha. Ở trên xóm trên mới có người hiểu không? Bây giờ cái nhóm nó nhỏ vậy nè, mà tôi nghe nó hát lô tô vui dữ lắm. Hả không? Nó dễ thương, nó đáng yêu dữ lắm. Dạ. Bây giờ kêu nó vô đây đi. Kêu vô đây thì nó hát vui, mình cho nó tiền lì xì. Đúng rồi. Nó bao lì xì nhiều lắm. Kêu mà nha. Mình vô mà đây là mình phải làm họ nó. Vô. Đó, báo vô rồi kìa. Ủa, em nghe nãy ai mới điện thoại lên kêu đàn lô tô tụi nhỏ. Ở đây hả? Trời đất ơi, mừng quá, Tết nhất tụi nó đang ế xô. Nó cần cái chỗ mà làm kiếm tiền. Đi ăn Tết. Rồi kêu vô đi. Kêu lô tô được không? Kêu vô. Mấy đứa? Dạ. Vô. Đã quá lâu rồi tay tôi không được nhắc này ai theo. Đi đâu cũng chỉ một mình, không khác gì cây hoa héo. Xuân hạ thu đông trôi qua, mùa nào cũng không ai theo. Không phải tôi không cố gắng, vẫn đang chút nhau cố gắng bày theo. Nghe nè, hát lô tô đi đánh giặc vậy? Tôi đông quá vậy trời. Trời ơi, có tiền đâu trả ba? Không, trả một cục thôi. Bây giờ nguyên đoàn này chỉ cần một số tiền duy nhất thôi. Cho một đứa một thôi, đỡ tốn tiền. Không có, đừng có nói vậy. Còn mấy đứa nữa, tự nhiên vô hát bài đó vậy? Trời dạ. Ơi, con đi đâu, con diễn show gì thì con cũng phải biết được, nắm cái rõ cái hoàn cảnh quy định của những người ở đó. Đến bắt người này ế chổng ế chê, mày hát bài ế vô chết người ta. Trời ơi, đúng rồi. Forever, forever long. Forever, 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 forever long. Đánh đây, hát gì Tết trước mắt đi lụm lon không à? Hát cái gì vậy? Mày hát bài nào tao có chồng coi. Hát cái gì lụm lon? Cái lụm lon là gì vậy? Dạ, cái đó là forever alone, có nghĩa là cô đơn á chú. Rồi bây giờ kêu đi, cho bắt lô tô vô. Kêu đi, kêu số đi. Bây giờ chuẩn bị à. Kêu lô tô, lấy đồ nghề ra, lấy đồ nghề ra. Dạ, dạ, dạ. Ngồi coi, ngồi coi. Có phát giấy rồi không? Có luôn chứ bà nè. Cho bà cái ghế nè. Cho mượn cái loa luôn. Cho hát đi. Dạ. Cái micro nè con. Rồi kêu đi. Đưa cái con số coi. Đưa cái giấy giò đi. Đưa cái giấy giò đó. Rồi giấy giò. Có phát ở dưới luôn không? Phát luôn. Đi đâu mà dội mà vàng mà dắt phải đám mà hoàng phải dây dừng chân đứng lại ở đây mua một tấm vé chứ có 3.000. 3.000 một tấm vé vô luôn mà con phát ơi. Vô mời chị luôn. Mời anh luôn. Nó nghe. Con đầu sủ sủ đó đâu, nó vô đòn hồi nào vậy? Trời ơi, mặc đồ cùng màu, dính luôn. Đạo đâu mà sủ dữ vậy ba? Rồi dính đạo nào tôi không mấy đứa ơi? Chân tờ. Rồi kêu đi. Rồi kêu đi, kêu đi. Rồi kêu đi. Rồi, chuẩn bị mấy đứa ơi. Vô. Vô. Vô lại, vô lại, vô lại, vô. Vô lại, vô lại. Chị đào đồ nè, bỏ tay. Không đâu. Lấy sao, lấy sao. Cô chị ra, cờ ra, mà ra con máy. Còn mày cái gì ra? Con nằm gì đây? Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Con năm mười ba. 46. Con số gì đây? Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Mà anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào? Câu nào nói nghe nè, lấy cái đồ vô, lấy đồ nghề mình gõ đi cho nó lẹ đi. Lấy đồ nghề đó. Rồi chơi luôn đi. Lấy đồ nghề ra gõ lẹ cho lên. Kêu bố phải lẹ đi, tao kinh sợ bây giờ à. Lẹ lên nè, chuẩn bị nè. Vô lại nè. Cái này có cái nhạc lô tô nó mới sơm á. Vô. Bốn gì đây? Tề thiên đại thánh, đại náo thiên cung, quỷ đức dây thun tuột quần trái. Chú là con số 4, con số 4. Hay quá, tao kêu 46, tao kêu số 4. Ô, 4, 16. Mấy đứa khác ra đây.
16, 46, 46 coi. Vô, vô, vô kia con 46. Số gì đây, số gì đây. Vô, số gì đây, con số gì đây, con số gì đây. Vô, vô. Nhắm mắt mơ màng anh không muốn tiền mà cho ông nói đầu này. Vậy đi trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy. Mong lúc đưa một trận đùa. Anh đưa tay rút lui thôi. Chắc ai bây giờ đây. Chúng ta không cùng về nhau, 46. Trời ơi, chúc mừng. Tụi con có thể loại mà tụng kinh bằng lô tô nữa. Hay quá ha. Nghe cứ muốn sám hối liền mày ơi. Sao? Hay quá, kêu tiếp đi. Thôi bây giờ nè, vậy? Bây giờ tôi nói gì nè, bây giờ cho nó hát cái bài nó nghỉ đi. Bây giờ tôi không muốn hát gì, tôi không hát, hát đi. Gì miễn hát có đi. Số thôi. Miễn có số thôi. Hát đi, nhạc lên. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Từ Bắc vô Nam nổi lại chiến xa, ta đi vòng tay lớn ai để đối sơn hà. Từ Bắc vô Nam này ra vui đẹp, ngóng ngóng như bão tố quay cuồng trời đầu. Bàn tay ta nắm nối liền một vòng Việt Nam, còn số ta còn số ta còn số ta. Vô tiếp tục. Số gì đây con, số gì đây con, số gì đây. Vô vô vô. Số gì đây, số gì đây. Vô. Còn số 9. Số 9 nè. Số gì đây con, số gì đây con, số gì đây. Số gì đây. 15, 20, 30, vừa đúng 30 số, 30 số, 30. Tao hát chưa, tao hát chưa. Vô, vô, vô. Ý dọn, ý dọn. Số 1. Tôi hát đây, tôi hát, tôi hát vậy, có người hát con mấy gì ra, con mấy gì ra, con số ba, quánh ra đây, quánh ra đây, trời ơi hát cái gì kỳ cục vậy, hát vậy cũng phải đặt làm lễ để dung gì đây. Bây giờ có giò không? Ai chính chưa? Chưa đâu mới là kênh hát đâu. Bây giờ hai lớp này bạn đây, số gì đây, số gì đây, con số gì đây. Tấm thiệp mời trên bàn, tên dáng địa điểm rõ ràng, là một đám mừng ở trong làng. Ngồi tới cũng dường thấy hoàng mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Anh có chân cái tới và chè đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phục. Mà lòng cay cay cay, con số 7. Con số 7. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi. Hay để chắc chắn anh hãy nói cho mình muốn gì. Và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Con số 4, con số 4, con số 4. Cái gì vậy? Tập tành biết bao nhiêu lâu, đánh rơi nhịp nào không? Phải là con số 0 hoặc là con số 10 không? Hay là con 1 không chứ sao hát số 4? Đúng mà. 1, 2, 3, 5 đánh rơi nhịp nào? Số 4. Con số 4. Con số 4. Con số 4 còn gì đây? Số gì đây? Ai ai ai? Số gì đây? Chúc mong đầu đêm quá chú ơi. Xin em đứng một mình cũng xin. Con số 9 là con số 9. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Nước chảy ton ton, con dưỡng bồng con lên non mà hai cái. Anh nắm thương nàng phận gái mồ côi là con số 1 thôi. Hay quá. Số 1 là tôi cười ra mà con ấy. Còn mấy cái gì đây? Còn số nữa không? Còn số nào còn không? Còn số, còn số, còn hò, hò. Cái gì vậy? Để tao. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Vô. Vô. Hò. Chết thằng DJ luôn. Nhà mây núi cũng chèo, mây sông cũng lội, mây đèo cũng qua. Con số 3. Con số 3, con số 3. Trẻ nha, trẻ. Số gì đây? Số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con số gì đây. Quay ngược thời gian chờ về với túi thơ. Lòng nhau ngoài mưa lắm nào đầy buồn. Hay quá. Con hát sai lời. Mày tào lao à mày. Nó nghe nè, nó nghe nè, ý kiến. Bước ra đây. Bước ra đây. Nhìn mặt hai đứa bay quen lắm. Thế cái gì mà được mấy trăm triệu phải không? Tao kiếm tiền vậy rồi sư bụng là gì mày? Giờ mày làm sao tao cười coi. Trời ơi đơn giản quá mà kêu cười coi. Vui quá. Bây giờ tụi bay làm sao hai cái mặt tao cười đi, tao cho tiền.
đi xuống để bao lì xì keo đầy cười là mất tiền. Đó bây giờ diễu chị cho cười coi. Hai ba coi. Giọng này dễ rớt lắm đó con. Thử đi con. Hãy đi bài diễn kịch đi. Diễn kịch thiếu nhi đi. Hả? Diễu đi. Anh nhớ cái bài song tấu bữa trước không? Đó, nhớ. Ơi. Anh nhớ không? Anh là cô bé ngoài khăn đỏ, em là con sói đó. Nhanh lên đi anh. Nhanh lên đi. À, em là cô bé ngoài khăn đỏ, em đang tung tăng trong rừng. Ai đây? Sói BD. Trời đất ơi, trời ơi trời. Cái gì tự nhiên? Thấy chưa? Cái gì tự nhiên? Cái ta nói BD cái bà cười cho bà. Không có. Tự nhiên nhục mình cái cười. Trời đất ơi. Thôi lấy tiền ra cho nó luôn đi chứ sao vậy? Thôi, vui quá trời vui rồi, tới đầu năm hái lì xì đi tụi con. Rồi, rồi, rồi. Khoan, rồi. Để tôi nói rõ ràng. Ở đây đó, các bao lì xì nó có mệnh giá từ 1 triệu cho tới 5 triệu. Nhưng mà chỉ được bóc một lần duy nhất thôi. Hên xui, nghe không? Không nói kỹ lại bất trụi cây mai luôn rồi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ vô đây nè. Rồi. Một đứa bóc thôi. Đại diện một người. Xí xí, đứa nào có tạm trú tạm vắng đứa đó bóc phải không? Không có biết đâu viên đâu kia nó kiếm. Dạ hả? Bóc nào? Đứa nào già nhất bóc đi. Đứa nào già nhất kìa. Ừ đúng rồi, để Ngọc Anh bóc đi. Nhỏ rồi, dạ ca okay, cho con bé nó bóc nè. Năm đứa mà có 10.000 kỳ lắm cả con. Rồi. Nó quánh đó. Chơi đi con. Bóc. Hồi hộp quá. Bình bích. Ở đừng có lựa sao quá. Dạ cả tèm nhèm. Có bọc chưa bỏ tiền nữa nha con. Lấy đi rồi thôi. Rồi. Hồi hộp lên nặng lên con đâu. Xuống mày. Trời ơi. Lên đây luôn. Xuống mày. Xuống mày. Nặng ra. Bóc lên. Bao nhiêu? 5 triệu. Trời ơi. Cái gì vậy? Có âm nữa đó nha, nhiều khi âm là thối ngược lên tụi tao đó. Ủa sao trang giấy trắng vậy? Trời ơi, 5 triệu. Trời ơi, giỏi vậy, sao giỏi. Hay quá, giỏi quá. Không, sao nói chung là cái lô tô mà đủ thể loại vậy là chịu à. Ơi. Cảm ơn tụi con đi vô lãnh tiền nha. Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin tự giới thiệu, tên khai sinh của tôi á là Trần Minh Dư Nặng. Còn cái tên mà thường gọi của tôi á là ông Út. Năm nay tôi 50 tuổi rồi đó. Hồi còn trẻ đó, tôi làm giữ trẻ. Giờ về hưu rồi. Mà đừng có tưởng tôi không làm nghe. Tôi giữ trẻ tại nhà. Có điều bây giờ tôi già rồi, tôi còn giữ thêm người già nữa. Không tin phải không? Coi nè. Rồi, bây giờ nơi nhận giữ người già và trẻ em, mở cửa. Ông Út ơi. Thôi. Dạ. Bỏ cái máy bay đó đi. Sao vậy? Ông Út mới xíu máy bay khác cho con nè. Ủa? Cái này khác gì với cái này? Cái này giấy trắng, cái kia giấy màu. Rồi nè, nói nghe nè. Hợp đồng hồ sơ gì đó để hết trên bàn cho tôi nha. Bữa nay là họp quan trọng lắm á. Đúng 9 giờ họp nghe chưa? Rồi con ơi, tối nay có về ăn cùng ba được không? Được, nói được là làm được mà. Nghe không? Nè, báo cho tôi tất cả các bộ phận là phải có mặt. Không có mặt là tôi đuổi việc hết nha. Ê, nó nghe là bay nói chuyện ồn quá à. Ngưng chút xíu cho tao nói chuyện điện thoại được không? Chú này rồi. Alo, 9 giờ họp hả? Nghỉ đi khỏi họp. Ba nó chết rồi. Làm đám ma lớn lắm. Không lên được đâu, nghỉ đi. Trời ơi. Sao một cú điện thoại tôi đã chết? Ba nói chuyện gì kỳ vậy ba? Không nói kìa. 9 giờ họp hả? Ừ. Hỏi lên công ty, nhân viên bay dậy hết rồi. Trời đất ơi, thiệt luôn á. Chú Út á, đầu óc chú sao á? Điện thoại con đang nói chuyện với nhân viên của con mà chú giật như vậy đó hả? Thì tao thấy bay bận, không có thời gian chơi với ba, bay tao làm cho bay rảnh. Hư hết công việc của người thôi, ta. Thôi con. Chú Út, giữ ba con giùm nha, để con đi làm nha. Rồi yên tâm. Chú Út, giữ ông cháu này con. Biết rồi, yên tâm đi đi. Nghe, điện thoại đời mới quá. Ủa gì vậy con? Mới sáng sớm được chú Út khen điện thoại đời mới, cảm thấy hạnh phúc. Nghĩa ơi, nghĩa, bánh mì, hột gạo, bla, lăn sáng đi thèm. Thôi ơi, nghĩa, đem đây bánh sáng. Mẹ đây đi, để cho chú canh đi chiều về, con đi làm về, con rước mẹ. Ơi, nhớ ăn rồi, nha. Rồi, yên tâm nghe. Mọi người ơi, bây giờ, tới giờ giải trí rồi. À, tới giờ giải trí, giờ giải trí. Rồi, giờ sao? Ngồi xuống. Đó, ngày đợi có nhiêu đó rồi đó. À, coi. Mà bữa nay, bà Tám muốn coi gì? À, tôi muốn coi gì coi đi gì coi bói đi, thầy nói đề nào coi đề đó nha cưng.
Thôi, nay thích coi cái gì? Con muốn coi cái gì, coi đánh lộn. Đánh lộn à? Siêu Nhân. Không đánh, nó không đã. Đánh ông đã, đánh lộn bị à, đồ vật Mỹ. Đánh giả lắm. Đánh lộn á, kiếm hiệp. Đánh không có thiệt luôn. Về coi ba mát đánh lộn đi. Đúng rồi. Mày là đứa con yêu nghiệt, Thiên Lôi sẽ dòm ngó mày. Ủa sao con nói ông không đánh con? Đánh tao nè. Ủa mắc mớ gì, không đánh nó mà đánh ông? Tại tôi là ông của nó mà không biết dạy, nhục nhã quá trời. Ừ, thôi bỏ đi. Giờ nè, ông Út Trung Phong nay coi hài. Thôi, ông ơi, mình coi thời sự đi. Không, coi hoạt hình. Thôi, coi hài đi. Thời sự đi. Hoạt hình coi hài. Thời sự. Coi hài đi con. Thôi. Út, nghe. Gì? Bây giờ mình tìm cách nào coi ba đài ghép lại coi cùng một lúc được không? Cái đó 5 giờ chiều mới coi được. Ủa sao vậy? Đợi muốn cái giờ dọn lúc ba đài. Thiệt á. Thôi, bây giờ đó, coi ha. Đợi MC bước ra, người ta giới thiệu chương trình gì, mình coi chương trình đó. Dạ. Nãy có MC luôn. Dạ, bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu. Yeah. Xin mời MC ông Hai. Ông Hai là ông nội con á. Ai cũng biết ông nội con là ông Hai á. Ồ, ông nội, ông nội, ông nội. Mời ông Út. Ông Út. Mời ông Hai. Ông Hai. Mời ông. Bắn máy bay vô mặt nha, bắn vô mặt nha, nha. Em thấy gì kỳ vậy? Khán giả đợi nửa tiếng đồng hồ có mời qua mời lại rồi em chịu nói. Chứ ông kêu tôi ra liền, tôi có văn đâu mà tôi nói. Chứ ông kêu tôi ra chắc tôi có văn để tôi nói á. Vậy bây giờ phải quyết định đứa nào nói trước, đứa nào nói sau. Nè, quyết định phải không? Ừ. Bây giờ tôi với ông là đàn ông, xử lý bằng cách của đàn ông đi. Bước ra chơi liền. Ê, thôi hai ông lớn rồi, nhường nhịn nhau đi. Đừng có cản. Đúng rồi. Hai, nhịn đi. Vô. Nhịn. Đang mát xa mặt á, đánh cho tan nọng mà nọng nó không tan, phấn tan trơn rồi nè. Ê, đứng câu giờ đi, vô dặm bướng lại cho đẹp. Ừ, đúng đi, rồi tôi canh giờ cho. Rồi. Ờ, rồi bây giờ là chương trình. Ông ơi, ông gì? Ông, gì nữa? Bây giờ tôi ra tôi biết làm gì bây giờ. Khờ khờ quá. Bây giờ thường thường á, là trước khi bắt đầu mấy chương trình á, người ta thường có mấy cái tiết mục mà sôi động để mà chút gây chú ý khán giả đó. Còn tôi biết rồi. Rồi, chương trình chuẩn bị bắt đầu nha. Ê, chương trình sôi động. Diễn đi. Ok. Ngưng liền. Sắp thuốc nè. Dạ rồi, sắp xuống lỗ rồi. Bớt nhảy giùm nha. Nha. Ơi, bây giờ mình vô thẳng chương trình được chưa? Vô chương trình. Thôi diễn đi. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, sau chương trình là khởi động thì bây giờ tới chương trình chiếu phim. Mình coi phim gì nè? Ê, nay mình coi phim hồi xưa đi Út ơi. Muốn hồi xưa thì có hồi xưa. Trời ơi, phim hồi xưa hay lắm đó con. Nay dạ, con coi biết tiền. Coi phim hồi xưa đi. Phim hồi xưa. Xong. Ủa rồi, xưa chưa? Xưa rồi. Sao xưa thì mặc đồ kỳ vậy? Thì hồi xưa tivi trắng đen mà con. Trắng đen. Đúng rồi. Vậy giờ chiếu phim gì vậy? Dạ bây giờ bộ phim Hắc Bạch Vô Thường xin được phép bắt đầu. Diễn đây. Diễn chưa? Đang diễn nè. Diễn gì vậy? Diễn cảnh chờ á.
Rồi làm sao? Thì hát bạch vô thường đầu trong mặt ngựa, nó đứng chờ coi chết nó xuống nó bắt hồn vô đó. À. Không tin hả? Bà chết thử đi. À, bà chết rồi. Bắt hồn rồi. Sống lại. Chết rồi. Sống lại. Rồi bà chết rồi, chết rồi, không chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. À vui quá. Bà Tám bị chết rồi, bà Tám vô TV luôn rồi. Rồi, đoàn tụ rồi. Và bây giờ bộ phim Hát Bạch Vô Thường đến đây là kết thúc rồi. Xin hẹn gặp đủ gì lần sau nha. Hay quá. Và chương trình đây là hết. Xin hẹn quý vị gặp lại lần sau nha. Đi về hết chương trình rồi. Ôi ơi, khoan đã. Chương trình chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao? Quên, vô ngoài, vô ngoài. Còn đọc thơ nữa. Quên, tôi lộn hiểu không? Ừ. Và chương trình xin được phép bắt đầu. Và đây là lá thư đầu tiên. Đọc đi. Đọc đi không? Có viết gì đâu đọc. Trời ơi, đi đưa lên đây đưa trang giấy trắng là sao? Làm như tính gửi tặng bài hát trang giấy trắng nha. Ông điên quá, mình lựa cái nào có chữ chữ mình đọc chứ. Trời. Để tiếp tục chương trình. Và bây giờ là thư thứ hai. Sao khóc vậy? Bộ thư cảm động lắm ha hai ông. Ủa bộ thư viết cảm động lắm. Không, cảm nhạc khóc. Ủa, bộ ông cũng cảm nhạc như tôi rồi khóc mà. Không có, thấy ông khóc tôi khóc theo vậy mà. Thôi ông đọc nội dung nó đi. Xin lỗi quý vị. Và bây giờ là nội dung của lá thư thứ hai. Lá thư được gửi từ anh Sáu dân phòng, gửi đến Tám giá xe với lời nhắn như sau. Đinh lúc này rải ổn không? Kèm theo bài hát Chỉ Anh Hiểu Em. Có bao giờ em nhớ về anh như ngày xưa. Ủa sao hát có một câu vậy? Không đủ thời lượng con. Con có mê bài đó về nhà bật ngang mình cả ngày cũng ai nói gì con hết trơn á nha. Dạ. Rồi tiếp theo nha. Bây giờ là lá thư thứ ba. Được gửi từ một cô bé rất nhút nhát. Cô bé có nickname chị. Ủa sao không phát nhạc đấy không? À quên, cô gái có nhắn nhủ. Khỏi cần mở nhạc, có mở thì mở nguyên bài, chứ mở một câu nghe buồn cười lắm, thà khỏi mở. Tiếp đi, còn gì vui không ông ơi? Lá thư cuối cùng của chương trình. Ơi, nói nghe nè, bây giờ lá thư cuối cùng để tôi đọc cho. Nãy giờ ông đọc toàn lá thư tào lao không à. Dành ngon đọc đi. Dạ, kính thưa quý vị, nội dung bức thư như sau. Hi hi. Đọc thư gì mà hi hi không vậy? Thì nó ghi sao đọc vậy? Ông không khôn lanh gì hết. Ví dụ cái trang hi hi không thì lật qua trang khác mình đọc. Ha ha. Ủa thư gì mà hi hi ha không vậy ông? Tôi hiểu rồi. Bây giờ ý nó muốn nói là mình hãy kể nghe một câu chuyện cười đi. Ê, chuyện cười hả? Ừ. Được rồi, ông làm MC dẫn chương trình đi. Tôi ra tôi giỏi diễn hài lắm, diễn hài cho coi. Rồi đó, làm cho vui rồi. Vô tay. Dạ kính thưa quý vị, và sau đây là tiết mục kể chuyện cười của thí sinh bé út. Bữa nay đó bé út. Mình bớt nhiệt tình là thí sinh mới diễn được cho coi ha. Rồi bữa nay bé Út gửi đến quý vị một câu chuyện rất là vui. Chưa kể thấy vui. Câu chuyện là vậy nè.
Kể ra bảo đảm vui. Có không kia, ổng làm thợ săn. Làm gì không làm, làm thợ săn. Bữa đó học thợ săn, ông đi vô rừng, cái ông đi vòng vòng, đi thẳng ông đi, đi vòng vòng, ông đi vòng vòng hồi, cái ông thấy không có đường ra, không thấy không có đường ra, cái ông nói câu này mới vui nè, câu này bảo đảm vui. Ông đi không thấy đường ra, cái ông nói tôi bị lạc, tự nhiên đi chi cho lạc. Đổi chương trình khác đi, cái này không vui. Câu chuyện vui lắm phải không mọi người? Ông Út là cứu tôi nè. Ông tưởng đâu ông hề lắm, mà thiệt ra câu chuyện của tôi kể nó mới hề. Ê tới giờ về rồi, về đi mọi người, 5 giờ chiều rồi, về đi. Tôi muốn về đâu, luôn còn muốn ở đây à? Không, 5 giờ chiều rồi, về đi để phụ huynh đón rồi la nữa ha. Không muốn về, muốn hôm nay ở đây à, đúng không con? Dạ đúng rồi. À bữa nay không chịu về, ở lại đây coi chương trình tiếp phải không? Đúng rồi. Làm chương trình đi. Bữa nay khuyến mãi cho mọi người, mình tiếp tục chương trình. Tôi xung phong nấu trước cho. Rồi đợi tôi chút. Nè, tôi chuẩn bị lâu lắm rồi. Rồi. Bây giờ đó. Tôi làm MC. Mọi người muốn nói gì, tôi viết vô đây. Tôi thay lời muốn nói giùm cho. Rồi tôi nha. Cái lá thư này á là ông gửi cho con gái tôi nha. Rồi. Mà ông tính nhắn gì với nó? Con ơi, 3 triệu hết nợ. Ai không có đầy đủ mấy trang thiết bị TV rồi internet tùm lum hết trơn á. Nhà có hai má con, sáng nó đi làm, tối về gặp nó mừng muốn chết. Nói chuyện với nó nhìn cái điện thoại, nó ăn cơm nó cũng nhìn cái điện thoại, rồi nó ngủ nó cũng ôm cái điện thoại. Trời ơi, nhiều khi tôi nghĩ hay là tôi là cái điện thoại của nó. Quê mình mỗi lần có cái TV á, mừng hâm. Tới cuối tuần chiếu coi, ca sớm bu lại vậy nè. Khóc cũng khóc chung, cười hay cũng cười chung, biết mặt nhau hết á. Còn giờ mình nó cái điện thoại, khóc riêng, cười riêng, không nhớ tới ai hết. Thôi mà tôi nghĩ giống như gái ổng rồi trai tôi cũng gì công ăn chuyện mừng rồi phải, coi như là cái chuyện đó nó phục vụ cho công việc của tôi, nó kiếm tiền thôi, trách gì mà. Tôi không có trách ba cái công nghệ đâu, nó có ích lắm chứ. Công nghệ đâu có sai lắm, chỉ có người dùng công nghệ mới sai thôi. Thôi già rồi, khổ cả đời rồi, không khóc nữa. Giờ viết xong rồi, bây giờ tôi kẹp cái này vô cái máy bay nha. Đó cái tôi gửi tụi nó đọc. Được không? Ông khùng hả? Sao mà được? Thì mình gửi, còn nó nhận được hay không
hên xui. Tôi gửi nha. Dạ, ông Út làm coi. Gửi nghe. Ồ, ông Út hay quá, tí vô. Nhưng mà tôi nghĩ chắc không được đâu ông ơi. Thì hên xui mà. Chú Út, tụi con nhận được hết rồi nè. Máy bay có khứ hồi. Rồi có đọc chưa? Dạ, chưa đọc nhưng mà đứng ngoài nghe hết rồi. Ba. Ba ơi. Thôi. Ba đừng có giận con mà. Con biết lỗi của con rồi. Ba cho con xin lỗi đi. Thôi. Ba cũng xin lỗi con. Ba, thôi bây giờ á, con bỏ hết việc. Ngày mai, bắt đầu từ ngày mai con sẽ sắp xếp lịch đi chơi cho gia đình mình. Ba với Khôi chịu không? Dạ chịu. Con nói thiệt không? Dạ thiệt. Vậy hả? Vậy giờ ba sẽ đi biển nè. Con đi Vũng Tàu. Đi biển. Đi Vũng Tàu. Đi biển. Nhưng mà biển như biển ở ngoài Vũng Tàu cũng có mà. Vậy hả? Vậy vậy ba đi Vũng Tàu nè. Con đi biển nè. Ba đi Vũng Tàu. Rồi rồi, đi đâu cũng có biển hết. Rồi rồi rồi. Đi chơi vui. Ông cháu làm lưỡi quá, đi về như du lịch. Trời ơi, con chơi với má rồi, không chơi với điện thoại nữa. Dạ con biết lỗi con rồi. Con dẫn má đi tới chỗ này, vui lắm. Trời ơi, đi chơi vui lắm hả? Dạ. Ở đâu vậy con? Đi về. Gì đi về? Không, không ý là con dẫn đi về quê. Đi về quê hả? Dạ. Ừ, vui dạ. Trời ơi, lâu quá. Út ơi, tôi đi nha, đi nha Út. Đi vui nghe. Ừ. Đó, mọi người thấy đó, tất cả lại trở về bên nhau, như chưa hề có cuộc chia ly. Và cuối cùng, người hàn gắn vẫn là người cô đơn nhất. Ai nói cô đơn? Ủa? Dục chi? Đi chung với tôi nè. Cho đi chung hả? Đi đi. Trời ơi. Rồi cả nhà mình đi chơi. Khi mà em xuất hiện, anh nói ô, em này mặt có duyên quá, mặt vui quá, mặt có duyên quá. Cách thể hiện trình diễn của em trên sân khấu á, thì em hoàn toàn em tự tin, mang nhiều cái tình huống đến để cho em xử lý, mang lại tiếng cười khán giả. Em có thể em đứng vững được đến cuối tiết mục, đó là một cái điểm son cho em. Về vấn đề diễn xuất của em, về khả năng của em, về gương mặt của em, tiếp tục đi diễn trên con đường mang tiếng cười đến cho khán giả, được. Cảm ơn em. Đã hoàn thành được hết một cách một vở rất là sạch sẽ, rất là hoàn tất, ok rồi. Không còn có mà bị lỡ, lầm lỡ một cái gì hết trơn. Để giữ một cái phong độ của mình từ đầu đến cuối trong một tiểu phẩm, đó rất là quan trọng. Đó là cái mà anh cần ở em ấy vậy. Thi nãy giờ quá trời người giỏi luôn. Thiệt tình là mấy bạn kia chị không có nhớ mặt đâu. Chị cũng xin lỗi là tánh chị ít bao giờ nhớ. Nhưng mà riêng em chị nhớ. Khi mà có cơ hội mình phải nắm chắc và phải làm cho hay. Không, nhưng mà các bạn nam nữ hỗ trợ diễn cho em á, đẹp quá. Không biết diễn tốt lắm, đâu mà diễn tốt, tốt mà đẹp. Chị nói thật, mình không đẹp, mình phải lạ và độc. À, bé này là học không có ngành sân khấu gì hết đó, nhưng mà rất là có duyên dáng. Và bây giờ bước vô cái ngành của mình, khi bước vô đây thì em phải đi xả đi theo rồi. Thì phải follow nó, nhìn nó theo một cái hướng chín chắn để bước tới ha. Trong mắt chị hôm nay em rất là tốt. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Xin cảm ơn chị. Trời ơi, bỏ xuống tôi. Hồi sáng á, bà nói với tôi á là bà đi khám thai. Bà đi làm sao, bà dở nguyên cái vụ đoạn bầu gì đây vậy? Dẫn về tập văn nghệ, tối nay đón giao thừa, thì diễn ơi, mừng xuân. Nhảy con này rụng bầu luôn quá. Bà ơi, hết chỗ tập rồi sao mà lôi chỗ buôn bán tập vậy? Lôi bà về đây, đúng không? Hồi mấy bà ăn hủ tiếu nhà mình, bà ăn hai tô. Vậy hả? Vậy mời vô, mời ngồi. Ngồi đi. Chi mà dội mà vàng mà dấp phải muỗng mà hoàng mấy cái tô à? Chị nha, mấy bữa em ra nhạc dẻo ghê lắm, nhờ mấy chị mà nó sôi động, nó đẹp hẳn lên. Bây giờ em quyết định là sẽ bao cho mỗi chị một tô hủ tiếu, chịu không nè? Dạ, bây giờ mọi người về đi, lát em alo shipper sẽ giao tới nhà cho mấy chị nha. Dạ, chào mấy chị. Trời ơi, dễ thương chưa? Em vô nghe chồng. Ủa chú về
chưa khỏe không? Nhìn biết rồi. Dạ chú ơi, cho con một tô hủ tiếu không hành, không giá, không hẹ, nói chung là nước lèo thôi nha. Tránh ra, xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Ôi, xuân đã đến bên người, mọi người cùng nhau vui xuân, mang hạnh phúc cho đời, nhớ không em ơi, bắt xây đắm cho người, mọi người. Hát không hay, diễn không duyên mà ra làm rần rần vậy má. Mày, trời ơi mày thông cảm đi, bây giờ tao ra mà tao không hát là nó trì nữa. Trời ơi, ở đâu tới đây đây? Nè, tao dắt mối tới cho mày, khách đại gia có nhu cầu đấm bóp. Khách đại gia hả? Đại gia. Trời ơi đẹp trai quá. Anh ơi, em là massage ở đây. Massage em có hai loại, thứ nhất là bình thường, thứ hai là VIP. Bình thường là sao? Bình thường nghĩa là 1000 thằng đấm bóp công viên đấm bóp y chang nhau, VIP giang hồ một mình em làm được. Giá cả thì nó phải chăng, anh muốn cái gì? Đây leo, đây leo. Bao ta lọt lời. Ai bao đơ? Đồ leo nào, ai bảo đây bao massage Việt Anh lừa mất khăm nhỉ. Đây bảo, đặt máy. Nó nói cái gì vậy con kia, chở đâu qua đây vậy? Tao chở trên biên giới Lào vậy. Bữa trước là chở Campuchia là muốn chết rồi, bây giờ chở Lào, bây giờ làm sao mà lấy tiền Lào sao mà xài. Trời ơi mày thông cảm đi, bữa nay làm ăn khó khăn tao phải lên tới biên giới á phải không? Ê, nó về Việt Nam nó thăm bạn mà nó nói tiếng Lào tao nghe chữ được chữ mất. Nó nói tao chở nó về cầu Hiền Lương mà tao nghe lộn, sao tao chở về cầu Tham Lương. Giờ không biết sao đây nè. Anh ơi, mắt xa nha, mắt mắt xa. Ai đây leo ấy kha chào mẹ. Đây. Ok. Rồi bây giờ gói mắt ta giúp của em xin phép được bắt đầu. Không diễn tiếp được luôn đó trời. Và bây giờ tư thế mẹ bồng con xin phép được bắt đầu. Chào mừng anh đến gói massage của em. Và bây giờ trước khi đến gói massage, em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Câu chuyện được mang tên Tấm Cám. Sau khi Tấm lên làm hoàng hậu, đến ngày đám giỗ của ba mình, biết ba mình thích ăn những trái cao tươi ngon, chị Tấm mới leo thoăn thoắt lên cây cao hái những trái cao làm đám giỗ cho ba. Lúc này ở dưới đất một gì ghẻ ác động mới cầm cây dao chặt cây cao làm Tấm té cây cao, té xuống đập đầu cái bao má như cái hũ chao. Ôi chết rất là tào lao. Nhà vua biết nàng bị chết quan nên lập đàn DJ nhờ trang muôn về chơi trong vòng 3 ngày 3 đêm. Vô mày bắt xa mày đánh người vậy trời ơi. Chụp khả tà lọt đi. Nó phái kìa. Thấy chưa? Em biết cái gu của nó mà. Mẹ gì bà mẹ hoài. Đứng dậy đi. Mình đi, mình đi. Trời ơi, tao nói mày nghe. Mày trúng mánh rồi, cái này là 1000 kiếp Lào nè. Cái này là đủ ra Việt Nam 10 triệu đó, nó bo mày luôn. 10 triệu? 10 triệu. Trời cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thôi được rồi, lên xe, lên xe. Lâu lâu như ghé ủng hộ em nha. Trời ơi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Em mệt quá, có cái gì cho em uống đỡ mệt không? Có. Lệ đi. Đây. Cái này cái gì mà chua quá vậy? Giấm á. Cái gì mà? Cái gì cho tôi uống giấm vậy? Mà vợ, giấm có vitamin C. Vitamin C cái gì? Chú ơi. Vậy hồi nãy là tôi mua hủ tiếu đúng không? Ừ. Đó bây giờ là tính tiền cho con đi, tiền hủ tiếu nhiêu? 100,000. 100,000 đúng không? Tờ này đổi tiền Việt là 10 triệu. Rồi bây giờ thôi tôi lại 9,900,000 đây. Ở đâu mà thôi mày 9,900,000? Chứ sao? Ông ơi, ngàn kiếp lạo rồi có 2,600 tiền Việt à ông ơi. Cái gì? 2,600. Trời ơi, cái mà khổ quá vậy nè. Anh Dương Lâm như... Đồng Nai ơi. Anh Trần. Trời, cái gì mà thối vậy?
anh như Hàm Hương vậy đó cưng. Bây giờ chú đợi ngay đây, chú đợi ngay đây. Vậy nữa? Mấy người kia có bắn phá hoa với con đi. Không có đi à ba ơi. Trời đi đi, bữa nay em trúng mánh rồi em sẽ bao mọi người ăn uống luôn. Mày có xàm không? Mày trúng mánh là trúng cái gì? Trời thiệt mà, em bán có 10 tờ giấy số thôi mà khách người ta đưa 1.000 đô không lấy tiền thối luôn. 1.000 đô? Dạ đúng. Trời ơi, 1.000 đô là hai mấy triệu lận á. Trời ơi, trúng mánh rồi ngon dạ. Quá. 1.000 đô là em biết 1.000 đô nè, đưa 1.000 đô đây. Vô luôn rồi. 1.000 đô là 20 mấy. Dạ. Trời ơi. Đầu lòng hay ả Tố Nga, lào đầu là chị, em là lào em. Trời ơi, sao mà giống nhau quá vậy? Kiểm tra giùm con tôi. Ồ, hai tờ ý hệt. Trời ơi, bị lừa rồi ba. Ok vậy là sao vậy? Ăn cố vô mập thay, rồi bị người ta lừa. Cái đầu ngu. Cái đầu ngu. Cái. Cái ngu. Ngu, mày cũng ngu á. Mày ngu trước đó luôn á. Trời ơi, bây giờ bị lừa rồi đó ba. Đây nè. Không có đâu, hồi nãy là anh Sơn, anh chở khách nước ngoài là anh giới thiệu bán mối. Đây nè, tôi nói mày nghe. Đã ra đường buôn bán thì bà chịu khổ học hỏi, con phải học vô. Hả, nhỏ không chịu học, bây giờ bán giấy số bây giờ bị lừa, thấy khổ chưa? Chú nói gì kỳ vậy? Vậy là xúc phạm. Sao xúc phạm? Con có đi học nha. Mày học cái gì? Hả, chẳng những học mà có bằng luôn. Mày đi có xạo, mày đừng nói bằng kiều, không ai cười luôn đó. Tao chặn đầu trước luôn đó, không ai cười bằng kiều đâu. Bằng đại học. Mày nghĩ sao mày bán giấy số có bằng đại học? Trời, ở đâu ra? Tại vì em tức thằng lớp trưởng. Tức sao? Hồi đó đi học, hả, em không thuộc bài, nó lên nó chỉ vô mặt em, nó nói là học dốt như mày, sau này chỉ có đi bán giấy số thôi. Nó nói đúng rồi đó. Sai. Sao sai? Từ đó em quyết tâm học thiệt là giỏi. Cái ngày em lấy bằng cũng là ngày em đi bán vé số. Để em chứng minh cho nó thấy học giỏi cũng có thể đi bán vé số. Bán vé số là cái nghiệp. Trời ơi. Đúng vậy. Phàm ở đời ai cũng có cái số và cái nghiệp. Hoa hồ hoa bì nan hoa cốt, chi nhân chi viện phương mỹ chi. Không còn con sông nước dâng tràn lên. Mày cá này mày cái gì đây? Mày điên rồi. Ở đâu mà vô hát chéo vô vậy ba? Ta là tinh hoa của đất trời. Trời ơi. Là sự kết hợp của núi rừng và khoáng sản. Thần rừng đã ban cho ta con sò lông. Trời ơi. Thần biển đã ban cho ta con chó phú quốc. Trời ơi. Thần linh đã ban cho ta con bé thần kinh mày. Ta nói cho người biết, ta nắm trong tay vận mệnh của thế giới. Ai coi bói không? Coi bói đi. Trời ơi trời. Coi bói đi nào. Cái gì bói toán không ai tin đâu ba ơi. Giờ mà bói toán ai tin? Ai mà tin nữa. Bói cho con khỏe thầy. May tuổi gì? Con tuổi mèo. Tuổi mèo, mèo là mão, mới gặp chuyện phiền não. Ô đúng rồi, đúng rồi. Hay quá vậy. Hay quá, hay quá. Thầy coi tôi đi. Tôi tuổi rồng á. Tuổi rồng, rồng là thình, thình là ngoại tình. Vợ ngoại tình nó có bầu không phải của ông đâu. Trời ơi. Thôi hết lượt rồi đi vô. Còn em. Mày tuổi gì? Em tuổi mùi. Mùi. Mùi là dê. Dê là bê đê đó. Chưa bao giờ ta bói cho thằng nào mà tôi thấy tự tin như thế này. Thôi im đi. Tất cả đều là ngụy biện, đừng có ai nói nữa. Cho em chết đi. À giờ đứng dậy đi, coi bắn pháo bông với em đi. Tao bắn không mặt bây giờ mà chú ghé đi. Chú, đi đi, coi đứng pháo bông với con. À. Chú. À, tao khỏi ngủ đi. Mày rủ nữa tao đi rồi. Cho một tô hủ tiếu đéo quê chú. Gọi đi con. Ê, chú. Nhục nhã thật chứ. Chú. Ăn 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 xong rồi đi nha. Tất cả đánh ra. Mưa thu bay bay ước xe lòng phức vai mềm hoàng. Cái gì vậy? Trời, nó đánh với con không đẻ luôn á. Tại sao mày đưa con bé Lào qua đây? Hả? Mày nói 10 triệu mà cuối cùng đưa ra 2.600 đồng. Tao làm như một con khùng mà cuối cùng lấy 2.600 là sao? Cái gì? 1.000 kiếp có 2.600 sao? 2.600 thôi. Vậy là tao chở nó từ biên giới về đây có 5.200 à? Chết rồi. Trời ơi, hết ngày hết tháng Tết tới rồi mà bị lừa nữa nè. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm sao nè? Bây giờ làm sao nè? Bây giờ làm sao nè? Nhưng mà không có sao đâu. Tao giỡn thôi. Nãy giờ là nó không có biết cái giá mệnh giá tiền của mày. Dạ. Nó gửi tiền về cho tao, trả tiền giấy số cho mày nè, trả tiền massage cho mày luôn. Nó bo mày nữa và nó gửi lời thương mày đó nha. Trời ơi, thiệt luôn hả? Ừ. Ngồi đã quá à. Em nhớ anh Lào quá, nói là em rất là nhớ ảnh. Ừ, sẽ như mai khi chúng ta bên nhau. Thưa mày yêu thương. Thôi đi. Thoại qua 5 câu là hát à? Cho con thêm cá đi chú. Tất cả đứng lên.
xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đã đến với rạp xiếc Cờ Hó. Kính thưa quý vị, và hôm nay tôi xin tự tin hân hạnh giới thiệu, tôi chính là con chó. Và sau đây không để cho quý vị chờ đợi lâu, chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để đón chào sự xuất hiện của một loài động vật thông minh hơn cả tôi. Đó chính là con người. Làm cái gì vậy? Dạ dạ. Con người mà đứng gì kỳ vậy? Dạ. Ủa con người hay con chó? Đứng đàng hoàng coi. Dạ em xin lỗi anh. Tiết mục đầu tiên là gì? Tiết mục đầu tiên là con người làm toán. Rồi bây giờ tôi sẽ đặt ra một phép toán cho con người trả lời. Dạ. 1 + 1 bằng mấy? Bằng 2. Giỏi. Bây giờ tiếp tục. Dạ. 5 + 5 bằng mấy? Bằng 10. Giỏi. 10. Ủa sao vậy anh? 5 + 5 bằng 9. Tào lao. Gì 5 + 5 bằng 9 mà. Bây giờ để tính cho coi, đưa cái bàn tay lên. Giống tay cùi cái gì? Không, cái này là tay chó. À tay chó. Bây giờ mượn bàn tay người đi. Rồi. Rồi đếm. 1, 2, 3, 5. Có đánh rơi nhịp nào không? Dạ có. Đếm lại. 1, 2, 3, 4, 5. Ngón này là bao nhiêu? Ngón thứ 5. Nhớ kỹ trong não mình là bao nhiêu? Ngón thứ 5. Đếm. 5, 6, 7, 8, 9. Bằng 9. Ôi. Anh chó ơi, thông minh quá anh chó ơi. Bởi vậy con người có bàn tay mà không biết vận dụng. Hay quá. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là dạy con từ thở còn thơ. Dạy người từ thở, bây giờ mới về rạp xiếc. Đúng không? Dạ đúng. Đúng nè, đúng, đúng. Ủa sao đánh em? Không, cái này là lỡ tay. À. Không, nhưng mà nói cho nghe. Bây giờ, nói nghe nè, ngoan đi. Bây giờ á, có phạt thì có thưởng. Bây giờ là tới giờ ăn. Tới giờ ăn rồi. Đây, đứng liền, đứng đèn nè. Đây, đèn thức ăn của tao. Ủa anh ơi, đồ ăn của chó thì làm sao con người ăn được anh? Ủa sao đồ ăn của con người mà con chó ăn được? Bây giờ ăn. Ăn. Không ăn nè, không ăn, đốt ăn mà không chịu ăn. Ủa sao anh đánh em vậy? Đốt ăn mà không chịu ăn, bây giờ ăn nè, ăn. 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 Ăn nè, ăn đồ ăn của con chó mà con người đòi ăn. Bây giờ ăn không? Ăn không? Ăn nè, ăn nè. Ăn, ăn không? Hả? Không trả lời, không trả lời. Sao vậy? Hả? Sao đánh em? Không có ý kiến cũng đánh nữa hả? Mày đang ý kiến đó. Ý kiến nè, ý kiến. Anh khó quá, anh đánh em hoài. Rồi, bây giờ tiếp tục tiết mục tiếp theo đúng không? Dạ. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Không bao giờ có ở những rạp xiếc, chỉ có trong phòng mà thôi. Đó chính là tiết mục Con Người Karaoke. Rồi, giới thiệu. Dạ thưa anh chó. À. Thưa toàn thể quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Ừ. Sau khi em hát bài này thì anh chó sẽ không đánh em nữa. À. Và quý vị sẽ trở nên yêu em hơn. Rồi. Đây là ca khúc mà chính em sáng tác khi người yêu em bỏ em. Bài gì? Em xin bắt đầu. Được. Tình yêu tình yêu tình yêu như chén mắm ruốc bên hiên nhà nàng. Tình yêu như chén mắm ruốc mùi hương thúi rùm. Mắm ruốc bài tầm lâm như mắm ruốc bài tầm lâm. Mà sao không hốt để cái chén mắm ruốc nó cứ bài thúi rùm. Mắm ruốc bài, mắm ruốc bài, mắm ruốc bài, mắm ruốc bài. Bài, bài, bài. Hát bài gì? Dạ tình yêu mắm ruốc. Biết mắm ruốc là có liên quan tới mắm tôm không? Hả? Mắm tôm là liên quan tới thịt của tao á. Bây giờ là sẽ huấn luyện cho mày một cái tiết mục mới. À, tiết mục mới đúng tiết không? Tiết mục mới. Dạ, dạ. Lấy cái dòng. Dạ, lấy cái dòng. Lấy cái dòng. Ủa mà anh ơi, cái dòng này sao nó lại có những cái cục này ở đây là sao vậy anh? Để trang trí cho nó đẹp thôi. À, trang trí đẹp đúng không? Rồi. Lắc đi. 2, 3, lắc. Khoan đã. Sao vậy?
bây giờ mình phải đốt lửa lên nó mới đẹp. Anh ơi, cái này em chưa học mà anh. Vậy chứ hồi đó tao có học đâu mà bị bắt tao lắc. Khổ quá anh ơi. Đốt lên lửa nào. Anh ơi. Sao nữa? Ê, thả cửa thở cục lửa này. Trời ơi, anh ơi. Rồi, chơi. 1, 2, 3, lắc nhát. Rồi, chơi rồi. Chơi đạp. Chơi. Chạy. Cậu ơi, mày đâu rồi cậu ơi? Cậu ơi. Cậu ơi, tao biết lỗi của mình rồi. Từ nay tao sẽ không đánh đập hành hạ mày nữa. Tao thương mày lắm. Mày mãi là bạn tốt của tao nha. Chó người, người chó. Tôi nổi hết da gà rồi nè. Bắt cá đi em. Trời đất ơi, cá rô nè. Cá trào nè. Trời ơi, liềm kim. Nguyên một con cá tra. Trời ơi, có món hải sản mà chị thích. Chị ăn cái gì vậy? Đĩa trâu. Trời đất ơi, đĩa trâu mà phải nhai như nhai trầu vậy trời. Trời, em vào vị trí đi nào. Xin hân hoan chào đón toàn thể tất cả mọi người đang đến với chương trình Kể Chuyện Em Nghe Nghe Nghe. Em tên là Cám, còn chị em tên là Tấm. Hai chị em của em xuất hiện như thế này, mọi người biết tụi em sẽ kể câu chuyện gì rồi đúng không? Đúng hơn. Chính xác, tụi em sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện thằng Bơm. Ngày xưa thật là xưa, có một cậu bé mồ côi cha mẹ. Một hôm đang chăn trâu cho phú ông thì cậu mải mê hái hoa bắt bướm, thế là đã lạc mất một con trâu. Cậu đau buồn và khóc thành ba tiếng oa oa oa. Lúc đó từ trong bụi rậm qua dâm bụt xuất hiện một bà bụt đầu đầy dâm và mọt cưa. Bà mới kêu lên làm ba tiếng. Tại sao con khóc? Hả? 4 tiếng lận. Bà ơi, con khổ quá bà ơi. Con làm mất trâu rồi. Kỳ này về á, ông phú ông đánh con chết. Ông sẽ đưa con vô khách sạn mà lấy nội tạng của con. Ôi, bà thương cho con quá. Thiệt là đau thương. Thiệt là đau lòng thương tiếc. Bà ơi, thôi ta đã hiểu và thương cho con. Con đừng buồn và khóc nữa. Dạ. Ta đi đây. Cái gì vậy? Bà chưa giải quyết con mà đi đón hậu vậy? Ta quên. Dạ. Thôi để ta làm phép giúp cho con. Dạ. Hồ biến. Móc ra cho nó lẹ. Ủa, cái này là cái gì vậy bà? Đây chính là cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao này xài sao vậy bà? Con chỉ cần dang rộng đôi tay ra và vuốt vào nách 3 cái. Trời đất ơi, pháp thuật gì mà nhức nách vậy bà? Tét nách rồi. Rồi sao nữa hả bà? Sau đó con hãy đọc câu thần chú. Thần chú gì? Thiên lên lên địa lên lên ăn sẽ la phương trinh hoài lên mấy lên a tài lên. Cái gì mà như một bà già thần kinh vậy hả?
con muốn đọc gì đó thì cứ đọc, dạ, chỉ cần quạt một cái là nó được. À, con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Một lần nữa ta nhắc cho con nhớ, đây chính là cái quạt thần. Quạt thần. 1000 năm con quạt nó cũng không bao giờ bị hư. Ủa gì tào lao vậy, quạt gì mà 1000 năm quạt không bao giờ hư, quạt sao? Đây nè, cái quạt thường á là mày quạt gì nè đúng không? Dạ, đó, đúng đó. Rồi. Nó mát có chút xíu và vài, dạ, bữa thì nó hư. Dạ. Đó, còn cái quạt thần của ta, con chỉ cần để nó đứng yên. Rồi sao nữa? Sau đó lắc như một con điên. Đảm bảo không bao giờ hư cây quạt. Dạ, con cảm ơn bà. Thôi con đã hiểu rồi, ta đi đây. Bà Tiên ơi, bà chưa đưa cho con cái quạt. Ôi, thế là sau khi được sự giúp đỡ của bà Tiên, cậu bé dùng cái quạt để tìm lại con trâu. Và những người trong làng, ai bị mất của hay bị khó khăn gì đó đều nhờ Bờm cầm cái quạt này giúp đỡ. Tiếng lành đồn xa, và một ngày nọ đã đến tai Phú ông. Thằng Bơm có cái quạt mo, không những quạt mát giúp cho mọi người, miệng Bơm thì luôn tươi cười, giúp cho cuộc sống ngàn ngày càng tươi. Phú ông bắt Bơm đi cài, cài một hồi cái quạt Bơm quạt một cái là nguyên một ngày thảnh thơi. Bây giờ Bờm đi ngủ thôi. Thì ra thằng Bờm có cái quạt thần ở trong tay. Hèn gì mà ta sai nó làm việc lớn, việc nhỏ, việc nặng, việc nhọc, nó đều hoàn thành tốt trong một nút nhạc. Có biết đâu trên đường đời phiêu bạc, ta vô tình ăn cắp cái quạt nó được không ta? Bà ná ná. Bình tĩnh nha. Con, dạ, con nhìn ông quen hay là lạ? Dạ quen. Quen xong quẩy đuôi. Ông làm như con chó vậy? Đối với ông mày chỉ là một con chó. Vậy ông nhìn con lạ hay quen? À, hỏi gài tôi nè. Đương nhiên là lạ rồi. Lạ sao không sủa? Trời ơi, con nhỏ ta là chó hả mày? Trời ơi, con mày mất dạy nha, mất dạy nha, ma nha. Rồi bây giờ làm sao? Tất cả mọi chuyện mà tao giao cho mày, mày đã làm sạch hết chưa? Dạ con làm xong hết rồi. Rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, quét nhà, quét sân, vũ neo cho bà chưa? Dạ con làm hết rồi, mà không những vậy con còn bắt cái con ngựa dằn ra, con nhổ lông đen chỗ trắng, con nhổ lông trắng chỗ đen. Rồi con đem cái bức tường ra, con chám chỗ nứt, rồi xong đập nứt nguyên bức tường luôn. Nó giỏi quá, không có cớ gì mà phải chửi nó được. Con yêu, ông biết con có cái quạt thần trong tay đúng không? Dạ không có. Con cho ông đi. Dạ con không có. Con cho ông đi nha con. Con không có. Con cho ông đi. Con không có. Trời đất ơi, con ơi, sao con mạnh tay với ông quá vậy con? Ủa cái quạt con thần kỳ vậy sao ông? Bây giờ cũng đổi ông nha. Con muốn cái gì là có cái đó. Đổi hả ông? Đổi cái... Thôi ha, ông đừng có nói là ông đổi con với cái ao sâu cá mè, cái bè gỗ lim, con chim đòi mồi nghe. Xưa rồi Diễm. Gì mà xưa rồi Diễm? Bây giờ là mấy cái thứ là bình thường rồi. Thời buổi hiện đại mình phải đổi cái gì nó thiết thực, nó cao siêu hơn. Và chương trình đổi quà lấy quạt xin phép được bắt đầu. Và sản phẩm đầu tiên là sản phẩm về dòng sức khỏe. Đây là chiếc dòng kim cô. Chiếc dòng này có thể chữa được tất cả các loại bệnh. Vâng, và tại sao nó có tên là Kim Cô? Bởi vì ngày xưa nó thuộc quyền sở hữu của cô Kim. Đây, đội lên đầu đi con. Đội lên hả ông? Đội lên đầu, đó. Rồi con cảm giác gì chưa? Cảm giác gì không? Ôi, con không đội đâu. Nhức đầu lắm, ôi không đội đâu, không có đội. Con không có đội đâu. À, con không thích cái này hả? Không đội. Vậy sản phẩm khác, sản phẩm này là sản phẩm công nghệ tương lai. Đổi luôn.
Hay quá em gái ơi. Vâng, sản phẩm này rất hiện đại, êm ái, mềm mại và khô thoáng. iPhone 10 Plus. Ủa, cái này xài sao vậy ông? Cái điện thoại này rất xịn, 4 sim, 8 sóng, 72 mạng. Phú ông là người Việt Nam nên xài sim Viettel. Phú ông có một người bạn bên Lào xài sim Lào-theo. Và đặc biệt Phú ông có người bạn bên Mông Cổ xài sim Mông-teo. Tao tán trong mặt mày nha. Cái gì mà Mông-teo mày lanh quá hà. Rồi bây giờ ông sẽ đập hộp iPhone này test máy cho con. Trời đi kéo con tia vậy trời. Quế sao bây giờ mình nơi là tuần thờ lâm thấp rồi còn mình nuôi cái lừa tầm ná cắp bởi xuống lên nữa là mai khóm ra ba lội tụt. Xong rồi. Ủa bạn ông nói gì vậy? Không bắt máy. Vậy ông nói chuyện với ai? Tao nói không long vậy thôi. Ủa thích điện thoại này không? iPhone 10 Plus. Thôi một lớn là muốn chết rồi, 10 lớn là chai đích luôn á. Vậy con không thích cái điện thoại không, nè. Con không đổi đâu. Không, không thích cái này có cái khác. Và sản phẩm tiếp theo thuộc về dòng sản phẩm Mai Mặt. Vâng, cái sản phẩm này với hàng ngàn hạt lưu hương và đặc biệt với cái mùi nước tương tạo nên miếng vải tầm gai. Miếng vải tầm gai này được dệt bằng 500 cộng lông minai với sự khéo tay của 77 bà ngoại, 44 bà dì và 33 bà cô. Trong lúc rảnh rỗi các bà không biết làm gì nên đã sáng tác ra bài hát Dệt tầm gai, dệt đến bao giờ em dệt tầm gai. Dạ. Dệt tầm gai. Dạ. Đạp nhầm gai. Ây da, bay ây da. Con dính cái gai. Ông xin lỗi con, ông hát bài này ông liệu luôn. Bây giờ con thích cái này không con? Thôi, giải tầm gai mặc vô là có thai. Mày im đi thằng quỷ hú này. Mày im đi. Không thích đúng không? Không. Rồi vậy ông đi bán ve chai. Rồi dục. Bây giờ con thích cái này không? Dạ không, con không qua thích bên đây đâu đi. Rồi bây giờ sẽ có một cái sản phẩm khác chắc chắn con thích. Sản phẩm này mang dòng giải khát. Bạn muốn tăng cân ư? Đã có nước khoáng hiệu con gián. Nước khoáng hiệu con gián, thức uống dinh dưỡng dành cho người gầy. Ủa? Cái này uống làm sao vậy ông? Rất đơn giản. Nhạc. Xong rồi, tắt nhạc đi. Ông làm vậy làm chi vậy? Lắc đều trước khi uống. Uống đi con. Được rồi đó. Uống cái này cực lắm, con không uống đâu, con không có đổi. Đi con đổi đi con, cái này được mà. Con không đổi đâu. Sao mà mày ngu quá vậy, cái gì con không đổi, đây là cái vật phẩm quý giá nhất của ông, bây giờ không đổi sao mày ngu quá vậy. Bây giờ đổi không? Không, đổi con không? Không đổi. Bây giờ mày đổi không? Con không đổi, đứng đó. Con không đổi. Mày đứng đó cho tao, mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Để đó, mày đứng đó, mày đừng có lên, mày đừng có im đó cho tao. Mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Đứng im đó, đứng im đó. Ông nhoi á, ông nhoi á. Tao nhoi hả? Thôi được rồi, tao sao quýnh mày chết. Mày đổi cái tao không? Con không đổi, con không đổi đâu. Con không đổi đâu. Yeah. Trời ơi. Trời đất ơi. Cái bà này nhìn quen quá, bà Đầm đúng không? Bà Lơi Văn Đầm. Là bà Lâm Văn Đời đúng không? Sao mâm nào bà cũng xuất hiện ở đây vậy? Đi chỗ khác, cái chỗ này không phải chỗ của bà. Bà ơi, bà có sao không bà? Con ơi, bà đói quá con ơi. Bà đói, ý trời đã định rồi. Bà đói chắc chắn sẽ có gối xôi, mà gối xôi chắc chắn là có cái quạt. Bà muốn ăn xôi không bà? Không, cho bà tô phở bò hai trứng. Trời đất ơi. Bà nằm ở đây đợi con một chút nha. Ừ. Phú ông. Cái gì? Bây giờ tôi sẽ đổi cho ông cái quạt này. Ông hãy cho tôi một tô phở bò hai trứng. À, tô phở bò hai trứng, mày muốn ăn phá lấu thì cũng cho mày luôn. Đây, bà tô phở bò hai trứng. Hãy đưa cái quạt cho ta. Đưa cái quạt cho ta. Ta đã có cái quạt trong tay rồi. Ta phải thử sức mạnh của quạt này. Ta muốn cái mặt này biến sang hình khóc. Hi. Bà ăn đi bà. Hi. Hi. Nghịch chủng lại đây. Mày lừa tao đúng không? Mày nói cái quạt này quạt tao quạt như một con điên mà nó có chuyển màu đâu. Con đâu có biết đâu. Thôi đủ rồi. Hả? Tôi lão phu ông gian ác kia. Ta trân trọng như thị biết. Ta
là bà Tiên. Hả? Bây giờ sẽ trừng trị nhà ngươi. Hồ Biên. À, nó thành con gì rồi? Kể từ hôm đó, chú ông nó bị bà Tiên biến thành một bà điên đi vòng vòng khắp xóm. Còn với những người thật tốt bụng, ví dụ như bà Bụt và Bòm thì sống quấn quýt bên nhau, chúng ta có được sự tích trầu cao. Xí xí xí, tao khùng người ta biết cái kết này nha. Nói lại sự tích gì? Ủa lộn hả? Ý lộn sự tích thằng Bòm. Mở màn trong ngày khai trương thôi, còn nhiều cái thú vị lắm. Món ăn ngon này nha, phục vụ thì đẹp, từ đứa phục vụ tới bà chủ cũng đẹp luôn. Bé Lệ đẹp, bé Lệ biết mà. Đây bé mannequin. Đây. Dạ. Sao kỳ vậy con? Má khách đồng phục cho cả đám múa mặc, con mặc đồ lạc lòi vậy? Má này, con là con của má, con phải mặc đồ nổi hơn ta chứ. Ủa, má kêu mặc đồ nổi không? Nghi lắm mà. Lúc này á quen thằng Hậu, mày đặt xít xa, xít xòn hẹn hò, máu dài, áo cưới, đồ. Má này, con thương anh Hậu thiệt mà. Lại đây, má nói cho nghe. Mẹ thường bảo con thân gái đục trong. Tăng, 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 tăng. Mãi kia mốt nọ còn đi lấy chồng. Tăng, 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 tăng. Nè, má cực khổ nuôi con từ nhỏ tới lớn, nghe lời má nghe không? Dạ. Đi vô đi, lát chừng nào có khách mới á, má kêu. Dạ, thưa má, con vô. À. Trời, thấy gớm không nè. Dạ, mọi người kêu mới ăn đi, dạ, dạ nè. Khách ơi, vào quán Bé Lệ đi nè. Bé Lệ. Tại sao khai trương quán mà không mời tôi? Ai vậy? Hải Hùng Bolero nè. Tay ghê quá hả? Ủa, mấy chục năm mới gặp luôn á. Chúc nhớ. Bạn nhớ lắm luôn á. Bụ. Bà chết. À, ơi, ơi, ơi. Đồ nước làm tới hả? Thầy gốm thiệt cái trời ơi. Đâu tôi năm nay mà giờ mới về với tôi vậy? Tôi lên Sài Gòn, tôi đi hát, tôi kiếm anh Phong. Anh Phong? Kiếm hoài, kiếm được. Đừng có nhắc tới con người phụ bạc đó nha, nha. Người đàn ông phụ bạc, bà nhớ không? Vì cùng yêu một thằng cha tên Phong đó nghe. Mà chị em mình á, tình cảm tan vỡ. Đi lên Sài Gòn cưới vợ có con hết rồi, đừng có nhớ tới người ta nữa. Ủa mà nè, giờ này sao rồi? Thì nè, nhìn kỹ đi. Đó, lúc mà bà lên Sài Gòn rồi đó, tôi đi hát có mình nên nè, đám nào cũng hát hết trơn á, dành dụm tiền bạc làm nên quán Bé Lệ này nè. Ồ vậy hả? Dành dụm tiền bạc làm món nhậu hả? Sao không dành dụm tiền bạc sửa đây răng cho bớt hô đi. Để không? Cũng tỉnh sửa rồi, mà nghĩ lại để hợp răng chống mà binh cô hồn. Trời ơi, dữ gì trời. Dữ lâu gì? Ngày gặp lại những xéo sắc như xưa. Xéo sắc gì? Con người con ngợm không? Không học gì mà bỏ tiền học lời ăn tiếng nói đi. Đút cái chữ vô não giùm cái. Lo diện đồ. Thôi trời mà. Ơi, cái đèn giao thông biết đây gây chuyện. Ủa, sai tôi là vậy? Sao kỳ vậy? Bớt tỉa xói nhau lại. Tôi hết xéo sắc rồi, mềm mại là rồi. Chi vậy? Muốn lấy chồng rồi. Ai lấy? Kệ tôi, mắc cười quá hà. Thôi nè, biết sao không? Về này, có quán rồi, có nhà có cửa rồi. Về ở với tôi. Đời cho em mình khổ lắm. Về già đó, đâu có ai đâu mà lo. Đúng không rồi. Có chỗ nương tựa. Đúng rồi. Tôi tự xây cái quán nè, để yên phận cuối cuộc đời của mình. Ê, vậy bà cho tôi phụ bà đi. Ở đây với tôi luôn nha, hứa không có đi nữa nha. Hứa mà. À, cái gì bên đây? Vô đá. Ăn cái gì? Vô đá. Ôi, trời đất ơi. Vô đá coi. Bà ấy đứng lại coi. Trời đất ơi, hai đứa này sao gì lớn là mà không biết suy nghĩ gì trời. Da u đá bây giờ ăn ghê lắm, bị ung thư đó. Ủa vậy? Cái gì? Hả? Gì? Ung thư gì bậy bạ vậy? Da u đá từ
tôi tự mua sữa, mua đường tôi pha đút vào tủ lạnh đó. Rồi bà mua đường mua sữa ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư đó. Đi về đi, đừng có ăn, đi đi. Dạ, cho tôi hủ tiếu sườn. Ăn mà không biết suy nghĩ gì, ăn ba cái đó là ung thư chết. Ung thư cái gì? Hủ tiếu sườn nha, sườn heo tôi tự tay tôi hầm xương đó. Chưa kể con heo tôi tự tay nuôi lớn luôn. Trời ơi, ung thư gì đây trơn á. Trời ơi, bà ghen quá. Ghen gì? Rồi cộng hủ tiếu bà mua ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư luôn đó. Ung thư luôn hả? Đi về đi mấy đứa ơi. Ghê quá. Anh nói giỡn á. Đi về đi. Ê, tính ra tôi hay quá. Thôi. Tôi hay thiệt á, tôi vừa vô tôi hải hùng kia, tôi giúp quán, cái quán đang đông vui tự nhiên bắn hoe hết luôn. Cái gì vậy? Hả? Hơi nhanh đó. Rồi đó, nhạc sĩ Trường Sơn lên. Tôi hải hùng với hải hùng luôn đó. Sao tự nhiên chửi tôi? Hải hùng bây giờ muốn sao? Muốn là tưng bừng khai trương lặng lẽ đóng cửa phải không? Hả? Bữa nay là ngày khai trương này của cô Lệ nè, làm vậy là chết rồi. Chết rồi, biết không ở đây? Ai vậy? Buồn quá Sơn ơi. Cô Lệ nè, tôi thông cảm cho cô. Ừ. Khai trương mà gặp quỷ này là chết rồi. Bữa trước ông Sáu á, bác cháu dịch nghe, mới khai trương hôm qua ủng hộ cái bán 3 ngày đầu khách đông, ngày thứ tư bán luôn cái quán. Đó. Bây giờ đi. Bây giờ nào bữa nay tôi bán thân luôn không? Dễ lắm. Nhưng mà tôi bây giờ biết sao không? Tôi ủng hộ cô, tôi dắt bạn gái tôi ghé đây rồi. Đúng rồi. Đó. Im nha nè. Em ơi. Im nha. Ghé đây. Dạ, im hay chưa? Biết rồi. Đây. Mày cầm đi. Nè. Quán của anh cô Lệ. Anh. Em ghé đây đi. À. Đó, chị. Thấy không? Chị. Bữa nay ghé quán của Lệ ủng hộ đi, mới khai trương, thấy không? Nè, anh đi tiếp khách nha không? Biết rồi. Vô trọng chuẩn bị đặt ở đền, báo cho em. Nó nghe, nó nghe. Cấm ung thư, ung thiết. Đồ ở đây là đồ ngon. Dạ. Đồ ở đây cô Lệ làm. Ăn gì? Im coi, đồ uy tín lắm, ăn một viên không? Anh ăn, em ăn. Không. Em ăn cái gì cũng được. Ăn gì? Cũng được. Từ từ đi. Mày chỉa một cái tao quánh mày chết luôn đó. Em ăn cái gì cũng được. Cho. Vô đi, không có kêu muốn ăn giống như ăn thịt nhau vậy. Muốn ăn thịt tao ăn thịt tôi nè. À, thịt lấy bóng sao? Đi! Bây giờ ăn gì? Hai tô hủ tiếu. Trời ơi trời. Nè tôi nói nghe nè, mấy người này nên bỏ đi. Đừng bao giờ quen. Sao hả chị? Hai người sắp về sống chung một nhà với nhau rồi đúng không? Dạ dạ. Vậy dạ. Mà kêu hai tô hủ tiếu phân biệt vậy. Ăn sợ động môi động đũa sợ lây bệnh hả? Bỏ đi. Trời đất ơi, bây giờ dạ. Hai người vô kêu hai tô là đúng rồi chứ còn gì nữa. Trời ơi, em không ngờ con người anh. Anh thì ra anh kỳ thị em đúng không? Anh sợ đụng muỗng đụng đũa với em chứ gì? Không phải, ý của anh không phải là vậy. Chứ sao? Cho một tô đi. Trời ơi, quen nhau mà kêu kiệt ăn có một tô. Trời ơi, đại gia kỳ vậy. Trời ơi. Thì ra bỏ đi. Thì ra con người anh tính toán chia ly với bạn gái như vậy. Anh kêu kỳ quá, tôi chia tay anh á. Không có phải. Trời ơi, bà nói giùm tôi một tiếng đi. Thôi được rồi, gái ơi gái, thì cái mới có là chọt chút xíu thôi mà banh nhà banh cửa rồi. Tôi giỡn đó. Thật sự ra tôi vô tôi nhìn cái tướng này tôi thấy là nhân tướng là rất là tốt. Bà không biết coi bói luôn. Biết coi bói. Coi tôi khỏe rồi. Bây giờ coi quá mà coi bằng cái gì nè? Bây giờ tôi coi bằng bolero. Bolero? Ừ. Rồi, đây. Giờ hát đi, tôi giờ bỏ tôi hát bài nghe. Chỉ cần hát một bài thôi tôi nói cuộc đời của ông luôn. Rồi, đoán đàng hoàng nghe. Rồi, hát đi. Đời tôi đẹp trai nên đi đâu hay nó quá. Cũng ra hoài. Hay lắm. Vì tôi đẹp trai nên bao cô nó cứ theo hoài. Hay quá. Vì tôi đẹp trai nên tôi không cần hát hay. Tôi không mà cần có tài mà tiền xài tôi có lai rai. Thôi được rồi, đoán rồi được rồi. Hát cái bài mà đẹp trai, thường thường đẹp trai là cuộc đời đó là dạ. Khuôn mặt đó là khuôn mặt hai mặt. Tại thường thường đẹp trai là có rất nhiều người cua, rất nhiều người yêu, hiểu không? Có nghĩa là nay yêu người này, mai yêu người nọ, mốt yêu người kia. Đúng không? Bởi vì người xưa người ta có câu nè: họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân chi diện, bức chi tâm. Quả hổ, quả bì, năng, quả cốt là gì? Đừng hỏi mấy câu đó tôi không có biết đâu. Vậy còn tri nhân, tri diện, bất tri tâm? Cái đó tôi biết. Có nghĩa là biết người, biết mặt mà không biết lòng đúng không? Ô trời ơi, giải thích kiểu đó ra ngoài đường người ta cười vô mặt. Chứ sao? Giải thích cái kiểu gì mà kỳ cục. Có nghĩa là này, tri nhân, tri diện, bất tri tâm là gì? Nghe rồi học hỏi mới mốt ra giải thích cho người khác nghe chưa? Ừ. Chi là gì? Chi là gì biết không? Là biết. Chi là biết, nhân là người, diện là có người biết ăn diện, bất là không, tâm là tâm xỉa răng. Câu đó có nghĩa là người biết ăn diện thường không dùng tâm xỉa răng. Có nghe chưa? Vậy là cuối cùng là tôi sao? Nói chung là con người này sợ khanh lắm, bỏ đi, đừng bao giờ đeo với con người này nữa. Bỏ đi. Thì ra bấy lâu nay anh là con người sợ khanh như vậy. Tôi không biết, tôi chia tay anh, chia tay đi. Không phải, em tự bà đó nghe. Bà gì em bị chửi luôn. Bà có chừng tôi đó. Vừa vô xài xể tưởng chú làm chi. Sao rồi nè. Bà ăn. Ôi, đi đâu hết rồi?
Không ấy, bà cầm sổ đổ bà sang quán đi, chứ bà kêu tôi về là một thiệt hò lớn với bà đó. Tôi quá sợ cái xóm này. Trời ơi, kỳ kỳ quá ha. Chắc đi hết là tiền vô nó bù lại. Thôi đừng có buồn nữa. Má ơi, giúp con với. Ủa, Thí Mãi Hùng mới tới hả? Má ơi, giúp con với má ơi. Thí Mãi Hùng, sao tím tới đây vậy? Má giúp con với má ơi, nguy hiểm lắm rồi. Mày cháu trả lời chứ không. Giúp chuyện gì? Bây giờ á, má làm má, còn Thí Mãi Hùng làm ba nha. Gì vậy bà? Những ba má gì đây? Vụ gì? Vụ gì làm ba làm má? Ba của anh Hậu hôm nay lên coi mắt của con. Sao giờ mới nói? Sáng giờ lo khai trương quên mất tiêu nè. Vậy? Tao mệt quá, đi ba má gì đây. Bây giờ thôi được rồi đi. Thôi được rồi, để thím ba làm ba cho. Dạ. Nhưng mà thím bây giờ đâu có đồ đâu mà mặc mà làm đàn ông. Dạ đồ nè thím. Trời, nó canh luôn á, nó làm như là nó muốn tôi làm đàn ông trở lại đó. Thôi giúp con gái mình mà hiểu không? Đi đi đi, đi vô đi, mà thay đồ. Đi hai nè. Đi vô thay đồ nhanh. Trời đi. Trời ơi, thiệt khổ ghê đó. Trời ơi, mày vô lẹ lên coi. Lẹ lên, cái thằng quỷ này. Đi qua cái cầu vườn qua cũng không được nữa, mày đặt đi cưới vợ. Tí ơi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Từ từ cái gì, người lớn nó không có cãi ok. Con chưa nói gì hết luôn á. Ông chưa nói hả? À? Vậy tao sai ok. Ok. Bây giờ mày tới nhà con bạn gái mày chưa? Hình như là ở đây đó tía. Lan ơi. Dạ. Ủa, anh Hậu. Lan. Dạ, con chào bác. Để con mời ba má con ra. Ok. Ba má ơi, ba của anh Hậu tới rồi nè. Và bây giờ là họ nhà gái. Má tôi tên là Nguyễn Thị Bé Lệ. Năm nay má tôi vừa tròn 52 tuổi. Và tiếp theo là sự xuất hiện của người thứ hai, là ba của tôi. Đúng rồi. Ba tôi tên là Quỳnh Hải Hùng. Ba của tôi năm nay vừa tròn 59 tuổi. À cha, bên nhà gái giới thiệu hoành tráng quá ha. À, ba mẹ con đây đó hả? À, chào ông anh. Cái gì? Đẹp quá. À, cái gì vậy? Ông nó đẹp quá, đẹp quá. À, chào ông anh. Tôi tên Phong, quê ở Vĩnh Long. Nhà cạnh một dòng sông. Ngày xưa có hai người đàn ông muốn lấy tôi làm chồng, nhưng tôi đã phụ lòng bỏ mặt dòng sông, quyết sống cuộc sống lông bông. Bây giờ tôi đã thỏa lòng. Xong, tôi đã nói xong. Quốc ngựa chi phong. Bé Lệ, đi đâu đấy? Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Em ơi. 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 Em ơi, suốt đêm thao thức vì em. Vì lời ta từ lúc anh ra về. Dẹp ra đi. Con này con đẹp men. Cướp bồ. Cướp bồ. Cướp bồ. Cướp bồ. Hai người làm gì vậy? Anh không hẹn ra đây. Rồi sao đối xử với em vậy? Tại sao vậy? Tại sao đối xử với em vậy khi hẹn em ra đây? Vậy mà cũng dấp. Ừ. Dài quá. Thôi bây giờ em về trước đi. Rồi xíu anh ra anh gặp em nha. Thật sự á là tôi có hẹn hai người ra đây. Tôi muốn nói với hai người, thật sự là tôi biết hai người thương tôi. Tôi cũng thương hai người như anh em. À, sở dĩ tôi hẹn hai người ra đây là tôi muốn nói, tôi muốn tạm biệt. Tôi phải lên Sài Gòn, tôi lấy vợ. Rồi chắc tôi ở trên đó luôn, tôi lập nghiệp. Anh không bỏ tụi em hả? Anh bỏ tụi em đi luôn anh Phong. Tôi xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Anh Phong. Anh Phong. Em anh Phong. Phong. Em thương anh Phong. Một người đi với một người. Một người đi với nụ cười hắt nhiều. Hai người vui biết bao nhiêu. Một
còn yêu đương nhiên. Ông đã nhớ chưa? Ốc cho cha quên nắng râu nè. Tôi không gả con gái tôi cho ông đâu. Đi về đi. Về đi. Tự nhiên gả con gái của ông cho tôi làm chi? Tôi nói gì kệ tôi đi. Tôi đâu có nhu cầu lấy vợ. Ai biết được. Người ta đuổi về cái ok đi về ok. Ba à, nhưng mà con yêu Lan thật lòng mà ba, không có về được đâu ba. Má, tụi nhỏ nó lớn á, cái gì má cũng cưng chiều con hết. Để bây giờ con lớn lên, con có tình yêu, rồi má ngăn cản con. Vậy từ nhỏ má nhận nuôi con làm chi? Má không thương con hả má? Má, dì ba. Dì bó tay rồi con à. Lan con, bác là bác chịu gả hậu cho con rồi đó. Nhưng mà để bác nói chuyện với hai bà, thì hai bà không chịu thì một năm, hai năm, rồi ba năm, rồi không mấy đợi tới 10 năm mấy bà chết rồi. Đi về thì đúng thôi. Thì lúc đó mày tự do, mày muốn cưới ai mày cưới. Không có được đâu. Đợi tới lúc đó anh hậu thay lòng đổi dạ, anh không còn yêu con nữa làm sao. Em nói gì vậy Lan? Anh yêu em thật lòng mà, ok. Ok. Lan ok. Rồi hai người có ok không? Ông có chấp nhận nhiễm truyền thống ok không? Tôi giận lắm đó. Tôi cũng vậy. Tôi giận lắm á. Tôi gặp ông tôi giận lắm biết không? Tao nóng lắm rồi. Thôi mà. Đừng giận nữa. Tôi biết á, là ngày xưa tôi có lỗi. Tôi phụ tình hai bà để cho tụi mình không đến được với nhau. Thì bây giờ để cho tụi nhỏ đến với nhau đi, rồi tụi mình về chung một nhà. Hả? Một... Làm xui. Xui. Vậy là đồng ý phải không ba má? Ok. Yes. Yeah. 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 Trời ơi, cái gì mà điên vậy? Tổ chức đám cưới cho nó đi. Cái gì đi trời ơi, kinh quá. Hai đứa đến với nhau đi. Anh hai. Cái gì? Mọi người về hết rồi đó. Ừ. Mình ở đây làm gì vậy? Ừ, mình tới đây để làm một nhiệm vụ rất là quan trọng. Anh hai ơi, nhiệm vụ gì? Em đói bụng quá à. Bởi vì đói bụng anh hai mới dắt mày tới đây nè. Mày biết không, người ta đồn ở đây cái miếu này có thờ hai ông thần tài với thổ địa, rất là linh thiêng. Tết nhất người ta cúng trái cây ở đây rất là nhiều, hiểu không? Mình tới đây tha hồ muốn ăn cái gì cũng được. Muốn ăn cái gì cũng được luôn hả? Ừ. Anh hai ơi, vậy bây giờ cho em ăn liền đi. Được, theo anh hai. Ăn cho nhiều vô, đừng có chừa anh hai nha. Ngon. Anh hai này, nghĩ sao đưa cho trái dừa vậy, làm sao mà cá ăn được? Thôi bây giờ dẹp mấy cái trái này ở đây khó ăn lắm. Ở trên kia cúng nhiều trái cây ngon hơn kìa. Từ từ đấy, cho nông thần tài đấu đĩa đàng hoàng lịch sử mày. Dạ, hai anh em con định đói 7 ngày nay rồi. Con xin ông thần tài thổ địa cho hai anh em con xin một ít trái cây nha ông thần tài thổ địa. Chủ nghĩa liên minh lặng thinh là đồng ý, con cảm ơn hai ông. Ăn được chưa? Lên đây, lên đây. Đâu, đâu, đâu? Trời ơi, cúng nhiều trái cây quá mày ơi. Cho mày nhìn kìa. Cho anh hai bên này nè, cầu dừa đủ bầu. Hả? Cho bên này nè. Gì vậy? Cầu dòng ống tố. Ôi, anh hai bên này nè, cầu hầm thủ thiêm. Ủa, cúng gì cúng công trình cái gì trời? Anh hai ơi, cầu được quán quân. Năm mươi của anh hai. Em ăn cái này mà. Chết rồi, chết rồi, ngã hư tượng ông thần tài thổ địa rồi. Bây giờ anh hai ơi, giờ sao bây giờ? Bình tĩnh, bây giờ sửa hai ông ngồi dậy mau lên. Dạ con xin lỗi ông thần tài thổ địa, con không cố ý mạo phạm tới hai ông. Dạ em sửa xong chưa, ổn chưa? Em sửa vậy nè, ổn chưa anh? Sao ổn chưa? Ổn.
Giờ thôi đi nha. Ừ đi đi. Ê có người vô kìa. Chết rồi anh hai ơi. Anh hai ơi có người vô kìa anh hai. Giờ sao anh vô, hai vô, có người vô rồi. Người ta phát hiện thấy hai cái tượng hư vậy, người ta chửi mình chết. Bây giờ bình tĩnh bình tĩnh. Bây giờ nghe lời anh hai, xin hai cái tượng này vô mau lên. Thiên vô, thiên vô đâu? Thiên vô trong. Thiên vô trong hả? Thiên vô trong phi tan đi, người ta thấy bây giờ. Anh hai ơi, được chưa anh hai? Được rồi, được rồi, được rồi. Ra anh hai. Anh hai. Mặc bộ đồ này đi, anh hai mới lượm trong góc tủ á, đẹp dễ sợ không? Hay bây giờ ở đây có rất là nhiều người vô cúng, bây giờ mình ra liền là người ta phát hiện á. Bây giờ mình làm sao? Mình giả dạng ông thần tài thổ địa, mình ngồi đây mày hiểu không? Trời ơi anh đang nghĩ sao vậy? Tự nhiên giả dạng cái mặt hai đứa mình, hai đâu có giống ông thần tài thổ địa đâu anh hai. Bây giờ mình dụ đi, mình ngồi đây người ta cúng mình xong rồi mình bỏ chạy. Nhưng mà có giống đâu mà làm. Mày thiếu cái râu, tôi vẽ râu cho mày. Giống chưa? Giống rồi. Anh hai thiếu má hồng của ông địa nè. Đợi xíu nha. Giống mày đó, hồng mày đó. Thả vô nữa kìa. Đúng chỗ này rồi. Dạ, con lại ông thần tài, ông thổ địa. Con xin lỗi vì làm phiền hai ông nửa đêm. Tại vì con không dám đi ban ngày, con sợ sạm da. Nhưng mà hả, con nghe nói là cái miếu này linh dữ lắm. Người ta tới người ta cúng trái cây, vừa cắm cây nhang xuống thôi, chưa đầy 3 giây là đồ ăn hết sạch rồi. Cho nên hôm nay con mới cúng con. Linh quá, linh quá. Dạ. Ai không có ăn tự nhiên đi. Ăn tự nhiên. Nè nè nè. Cầm. Ông nè. Cầm đi. Ông nữa. Là chứng cho con rồi nha hôn. Dạ con lại hai ông. Chẳng giấu gì hai ông á, cái số con là cái số sát phù. Cho nên hai ông phù hộ cho con làm sao á, mà cái thằng chồng thứ 8 của con á, nó ăn đời ở kiếp với con. Chứ đừng có chết yểu như 7 thằng kia. Là hai ông muốn ăn cái gì á, con cũng cúng hết. Được, ta sẽ giúp cho thiện nữ thôi. Dạ. Chẳng hay thiện nữ u hồn cung hoàng đạo là gì? Dạ, con cung xử nữ. Ha 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 ha, rất hợp với cung của ta. Ủa, ông cung gì? Ta cung văn hóa lao động. Anh hai. Cái gì? Giờ hai ông không giúp con hả? Con ra ngoài con cắm đầu con chết cho hai ông vô. Nữ ơi, nè, đừng có manh động. Nếu như nữ muốn có một tấm chồng yêu thương nữ đến suốt đời thì hãy nghe lời của ta. Vào đúng sáng ngày mai, đúng 5 giờ, xuất hành ra khỏi nhà theo hướng đông nam, đến tìm một cái chợ gần nhất, mua một con gà mái dầu. Đúng 12 giờ đêm, làm thịt con gà mái dầu, lấy cái mề gà chôn đằng sau cái lu nước. Đúng 7 ngày 7 đêm, đào cái mề gà lên, cầm trên tay và hửi. Rồi sao nữa ông? Thúi quắc. Rồi liên quan gì tới thằng chồng của con? Vấn đề là phải tìm được người đàn ông nào hửi cái mề gà này được 5 giây thì nó sẽ chịu được nữ suốt đời. Tại sao? Tại vì bà thúi y như cái mề gà vậy đó bà nội. Thúi gì thúi quắc à? Mặt đẹp mà thúi quắc. Thúi thiệt. Trời hay quá, hay quá. Dạ con lại hai ông. Hai ông yên tâm, con sẽ đi tìm cái mề gà liền. Dạ con cảm ơn hai ông. Thấy chưa? Hay không? Quải đó, chạy đi về đi. Hay hay. Đi về đi mọi. Đi về. Ê, anh hai, con người nó kìa. Anh hai ơi, con người nó kìa. Ê! Con lại ông thần tài thổ địa. Con biết đêm hôm khuya khoắt như thế này con đến đây là không có phải. Nhưng mà con mới nằm mơ thấy một giấc mơ. Con sợ con ngủ tới sáng mai là con quên mất. Cho nên con phải chạy liền tới đây. Xin ông thần tài thổ địa cho con một con số. Ngày mai mà trúng đề con cúng cho hai ông mỗi ngày gói thuốc. No smoking. Dạ hiểu. Chắc có lẽ hai ông hút nhang rất lũng phổi rồi. Ngày mai con không có cúng thuốc, cúng con heo quay nghe. No
Tại sao lại nô? Ngán. Tại sao lại ngán? Mới ăn xong. Vậy con phải cúng cho hai ông cái gì? Cúng gì cũng được. Cúng gì cũng được. Vịt quay. Mỡ lắm. Gà quay. Y chang vịt quay. Cúc chiên bơ. Nhỏ lắm. Cái gì cũng được, đồ mặn thì không xong. À đúng rồi, con cúng đồ ngọt, bánh bông lan. Khô cổ lắm. Bánh ít. Ít quá ăn chi. Bánh nhiều. Nhiều ăn không nổi. Bánh giò. Giò là đồ mặn. Trời ơi, vậy cúng cái gì đây? Cúng gì cũng được. Cúng cái gì cũng được mà nói ra cái gì cũng không được. Hai ông như vậy không lẽ con dắt đi đầm sen? Yeah! Hai dễ dễ em nha. À, quyết định vậy đi. Dạ hai ông ơi, hôm qua con mơ một giấc mơ khủng khiếp lắm. Nó rất là ghê gớm. Nó... Mơ gì nói ta nghe. Dạ thưa hai ông, tối qua con nằm mơ, con thấy con ăn nguyên hộp phấn không bụi. Vậy con quýnh số nào ông? Nằm mơ thấy ăn nguyên một hộp phấn không bụi. Quýnh cô giáo đi. Dạ cảm ơn ông, vậy ông kiếm cái cây đã. Quán đã. Trời ơi, em bị điên hả? Tự nhiên xuống ta đi đánh cô giáo vậy? Không có, ý là kêu cô giáo số máy thì đánh vô. Trời ơi, cô giáo làm gì có số cho đánh? Ai biết. Kìa con, đừng nghe lời hắn mà đánh cô giáo. Cho ta hỏi cô giáo con có gia đình không? Dạ nhà cô giáo con 4 người, hai vợ chồng với hai đứa con. Được, cô giáo con bao nhiêu tuổi? Dạ 25. Chồng cô giáo bao nhiêu tuổi? Dạ 28. Còn hai đứa con? Dạ đứa 6, đứa 8. Số nhiều mà đánh số nhà đi cho nó gọn. Cái gì vậy? Ông ơi, bây giờ số nhà của cô giáo con nó kỳ lắm. 25, 28, xẹt 195, xẹt 67, xẹt 43, giờ đánh số nào? Đánh cái dấu xẹt đi. Cái dấu xẹt sao đánh được? Ủa chứ bây giờ nhiều số quá, đánh số nào bây giờ? Không mấy, còn cách kêu cô giáo bán nhà về ra mặt tiền ở cho mình dễ đánh đề. Dạ cảm ơn ông, về kêu cô giáo không bán. Khoan nhà. Đã. Nè anh hai. Hả? Trời ơi, đợi cô giáo bán nhà thì biết bao giờ mới có giấy làm xe đi chơi. Chứ giờ sao? Nè, không cần phải đánh số nhà cô giáo nữa. Chứ bây giờ đánh cái gì? Hồi nãy giờ hai ông cứ vòng vòng không cho con số mà. Lấy số nào con đánh? Con đánh số con mới trả lễ hai ông được chứ. Rồi, đánh số 02 đi. Ủa sao 02? Mã số của tôi đó. Thôi đừng đánh 02, đánh 05 đi. 05 mã số nào nữa? Thằng đó đẹp trai lắm. 02. 05. 02. 05. 02. Giờ đánh không mấy? 02, 05 luôn. Bao lô để Vĩnh Long luôn nha. Còn lại hai ông. Như vậy là hai ông đã hiển linh rồi. Con quyết định ngày mai con sẽ giúp hết tài sản của con, nhà cửa, ruộng vườn, sổ đỏ, sổ hồng. Con xuống xác 02, 05 mà con lên đời. Ủa đây, hả? Gia già mắc dịch thì ra ông ra đây ông đánh số đề đúng không? Ngày nào ông cũng ra đây đúng không? Còn bà, đêm hôm khuya khoắt trang điểm lè loẹt, quýnh cái mỏ như miếng thịt bò. Đi đâu? Tôi đi đâu? Kệ tôi, mắc quay tới ông. Bà lén phén theo trai đúng không? Là khi nào ông có bằng chứng rõ ràng ông phải nói nghe chưa? Mệt quá, bây giờ bà muốn gì? Bây giờ ông muốn cái gì? Ly gì? Ly gì? Dạ con cúi xin ông thần tài thổ địa, xin hai ông hãy phù hộ cho con sớm tìm được hai đứa con của con. Nó bỏ nhà đi cả tuần nay rồi, nếu con tìm được nó, con xin hậu tạ hai ông. Con nghe cái miếu này nó linh thiêng lắm, hy vọng là con cầu xin hôm nay, ngày mai hai đứa con nó sẽ về với con. Chứ cả tuần nay á, con đi khắp mọi nơi để tìm hai đứa đó. Con qua trường học cũng không có, con vô sân banh tụi nó hay chơi cũng không có. Mà cũng lỗi tại con hết hai ông ơi. Con lo buôn bán không, con không để ý tới hai đứa nhỏ. Mà tại vì gần Tết rồi, con phải tranh thủ mấy ngày này con buôn bán chứ, để con để dành tiền mua sắm đồ cho tụi nó mặc cho bằng bạn bằng bè. Đây nè, con để dành tiền được chứ bộ. Đây nè, có, con để dành hết á. Nè, tiền này nè,
để mua cái áo mới cho thằng hai. Còn phần này nè, con mua đồ chơi cho thằng Út. Mà bây giờ tiền có ở đây rồi, con đâu? Con cầu xin hai ông giúp cho con tìm được hai đứa nhỏ. Hai ơi, Út ơi, tụi con ở đâu thì về với mẹ. 30 Tết sắp tới rồi, mẹ. Mẹ, tụi con đâu mẹ? Mẹ, mẹ, mẹ. Trời ơi, cái gì vậy? Con nè, trời đất ơi, sao hết đây? Hai Út, anh hai dẫn con lại đây ăn cắp đồ ăn của người ta hả? Cái gì kỳ vậy hai? Hả? Tại mấy đứa bạn của tụi con á, nó chơi con với em Út là Tết mà không có quần áo đẹp mặc. Cái tụi nó nói là con không được đi chơi như tụi nó. Tụi con quê quá, tụi con bỏ nhà đi luôn. Quê cái gì kỳ cục vậy không biết nữa. Lỗi tại mẹ, mẹ không chăm sóc được cho hai đứa. Rồi đi về đi. Ủa mà khoan đã, sao tự nhiên đồ đó hai đứa mặc kỳ cục vậy nè? Trời đất ơi. Lấy đồ lấy trong miếu của ông Từng Tài Thú Địa. Như vậy không được, phạm chết. Con xin lỗi. Ủa hai ông đâu? Dạ giấu rồi mà. Giấu rồi nào? Hồi nãy anh hai làm bể, hai kêu giấu vô. Trời đất ơi, không được, không được. Làm như vậy là phạm chết. Bây giờ như vậy nè, chưa có ai thấy, mẹ dẫn hai đứa về nhà thấy không? Thay đồ ra, rồi giặt sạch sẽ đàng hoàng, để lại cho hai ông dẫn hai ông lại nghe không? Dạ, dạ. Nếu làm như vậy á, hai ông Thần Tài Thú Địa phạt mình chết. Dạ, dạ. Đứng lên. Dạ, hai ông ơi, con xin hai ông. Lỗi lầm của con không nghĩ hại đứa con của con. Xin hãy trừng phạt con. Dạ. Lỗi là của con là thằng cầm đầu nè. Dạ không đâu hai ông ơi, thiệt ra con là đứa đưa đầu cho anh hai con cầm. Hai ông phạt con đi hai ông ơi. Dạ con, đừng phạt hai đứa con của con. Con là mẹ mà con không dạy tới nơi tới chốn, mũi dạy lái chịu đòn hãy phạt con. Mẹ, để cho mẹ. Con cảm ơn. Được, vậy thì ta sẽ trị tội mẹ các ngươi. Dạ thôi, con không phạt con đâu, con đừng phạt mẹ con. Con ơi, con phạt con mà. Nếu như vậy thì ta sẽ trị tội cả ba. Dạ. Hãy chuẩn bị đón nhận hình phạt. Mẹ mặc áo dài đẹp như cô giáo vậy mẹ. Mẹ đi dạy đi mẹ. Dạ. Thưa hai ông, như vậy là sao vậy ạ? Tuy hai đứa trẻ đã phạm tội, nhưng ta thấy được hoàn cảnh và tấm lòng của ba mẹ con. Vì vậy chúng ta đã quyết định dành tặng cho ba mẹ con một mùa xuân an lành và hạnh phúc. Con cảm ơn hai ông. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, mang thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thần nồng say. Vui xuân vầy, đón Tết này. Mùa xuân về mang bình an qua đây. Người người cùng đón Tết xuân về đây. Nắng xuân tô hồng trời mây. Pháo hoa đeo mùa xuân, quay quần bên bánh chưng. Mùa xuân trái tim thêm mừng rộn vui, hay yêu người cất tiếng cười. Mùa xuân tràn dân về đây tươi mới. Tự nhiên này đi dựng cái sân khấu lấn qua cái giường nhà tôi vậy?
Hả? Có chuyện gì? Tự nhiên ngày sau đi xây cái đạp sân khấu này mà đụng vô cái vườn quýt nhà tôi kìa. Thưa chú, con là bé Phương, trợ lý đắc lực của chị Cẩm Thơ. Nhân danh công lý, con xin xác thực lại một lần nữa, đó là sân khấu của tụi con không đụng chạm gì tới khu vườn của chú hết. Tụi con tổ chức những cái này là tụi con luôn luôn xin giấy phép đầy đủ của xã. Giấy đâu? Dạ xã chưa đưa. À, thì ra mày nói như vậy để qua mắt đúng không? Bây giờ cái sân khấu qua bên đó là kè tính sao đây? Chú ơi, nãy giờ con nói chuyện phải quấy với chú, sau đây con có nói điều gì làm phật lòng chú bỏ qua cho con nghe. Trời, phật lòng gì, không lẽ giờ mày chửi tao chứ còn gì nữa? Trời đất ơi, chú già rồi mà chú nói chuyện không có nên hết, chú nói chuyện ngang ngược. Trời đất ơi, chú ơi, chú xỉn rồi, bây giờ chú đừng nói nữa, con nít nó nghe nó cười chú đó. Tao nói thiệt với mày, tao sẽ không bao giờ tao nói chuyện với những đứa mà tao nói không lại. Bây giờ tao sẽ đi tìm những đứa tao nói lại để tao nói. Và tao sẽ đi lên xã để tao tìm coi tụi mày có làm cái giấy này hay không. Lúc đó tao quay trở về đây, mày mà còn ở lại đây mày biết tao. Chú! 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 Phương! Phương à! Mọi chuyện chuẩn bị xong hết chưa? Rồi, xong hết rồi. Làm cái gì vậy? Em dậm phấn. Ôi, mày làm cái gì vậy? Người ta nhìn vô người ta biết chị make up rồi sao? Mặt chị là mặt mộc. Dạ mộc quá. Dạ thôi thôi vậy thôi, chị làm gì làm đi nha. Em đi làm công chuyện tiếp. Nhớ mệt là uống nước, kiếm chỗ mát mà nghỉ nghe. Biết rồi, chị hơi mệt chút xíu không có sao đâu, đi đi. Dạ. Ủa, mẹ đất ơi, cô Cẩm Thơ phải không? Tôi coi cô trên TV hoài à. Ngày nay hôm nay nè, cô về cô tặng quà cho tôi mới thấy được cô, tôi mừng quá. Nhờ cái quỹ từ thiện của cô mà vợ chồng tôi có vốn làm ăn rồi sinh con đẻ cái. Con tôi đi học cũng nhờ tiền của cô. Trời ơi, tôi cảm ơn cô nhiều. Có gì đâu không biết nữa à. Ủa, mà chị có mấy cháu rồi? Tôi là tôi có 5 đứa con gái. Mà tôi ái mộ cô dữ lắm nên tôi đặt 5 đứa con tôi tên là Cẩm Thơ. Là 5 đứa đều tên Cẩm Thơ. Trời đất ơi, không những 5 đứa con gái nhà tôi mà mấy đứa con gái ở trong cái xã này là cộng thêm 5 đứa con gái của tôi là tổng cộng có tới 68 đứa con gái tên Cẩm Thơ. Rồi sao phân biệt được? Trời, thì kêu thơ 1, thơ 2, thơ 3. Thơ 68 thì kêu là 68. Sao chị không kêu thơ lục bát đi cho khác mấy đứa kia? Trời ơi, đúng là người nổi tiếng. Chưa rồi, thôi tôi về tôi lo cho mấy đứa con. Tối tụi qua tôi coi cô hát nha. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, tạm biệt cô. Dạ. Tao nói cho tụi mày biết, tao đã lên xã rồi. Xã có xác định là tụi bay có giấy. Nhưng mà bây giờ tao vẫn thích chửi. Tụi bay làm cái gì tao mà... Thọt. Thơ. Gặp lại nhau dường như lâu lắm sớm quên nhau. Gặp lại nhau. Thôi. Miễn mỗi lần lâu lâu ai gặp lại thì đều mở cái bài này. Không có gì mới mẻ. Đổi bài khác đi. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Khi yêu em còn chìm đậm sâu, vậy mà người vội vàng quên mau. Sao bên anh em luôn cố giấu, làm lạnh lùng để rồi mất nhau. Hai đôi ta quên được bao lâu. Thôi! Có thấy dị hợm không? Làm ơn đổi một cái bài nào đó mà nó phù hợp với cái lứa tuổi và cái quan cảnh. Gặp nhau đây rồi chia tay. Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây, niềm hăng say. Thôi, làm ơn cho một nét nhạc nào khác tình cảm hơn được không? Tao cởi luôn đi, để tôi tự xử cho. 10 năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Máy bay bao năm, để rồi lãng quên. Ông nín luôn đi, nín đi, nín đi, nín đi. Ông nghĩ làm sao vậy hả? Tôi với ông á, tính tới thời điểm này mình gặp nhau lại như vậy là 28 năm rưỡi. Nghĩ sao mà ông hát bài 10 năm không gặp. Rồi bây giờ 28 năm rưỡi mà hát sao vô dây đàn mà hát tôi nghe coi. 28 năm rưỡi, tưởng tình đã cũ. Trời đất ơi, như vậy mà cũng hát được nữa hả? Tôi ca sĩ mà mấy bài lẻ lẻ thì tôi làm được hết. Đúng rồi. Dạo này á thành ca sĩ nổi tiếng rồi. Nhìn không có ra. Thành ca sĩ chứ bộ thành quỷ đâu mà nhìn không ra.
Hồi xưa thì chen chúc mua vé đi coi người ta hát, còn bây giờ thì hát để người ta chen chúc mua vé đi coi. Thì cuộc đời mà, làm sao biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng rồi, đâu có ai ngờ mà người ta bỏ mình. Nè, ông không biết cái gì thì ông đừng có nói. Ông mới là người bỏ tôi, tôi không bao giờ bỏ ông cả. Không bỏ hả? Bà đừng có qua cầu rút ván. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Đừng có trăng quên đèn. Đừng dắt chanh bỏ giỏ. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoang mờ. Đừng xa em đêm nay cái bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Đừng đứng lên ngồi xuống thành phố mộng mơ. Bà hát bài gì vậy? Đà Lạt Hoàng Hôn. Cái đó là lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Đừng. Đừng cái gì? Đừng. Đừng cái gì nữa? Đừng nói nữa, tôi bí văn rồi. Rồi giờ sao? Bây giờ sao? Lâu ngày gặp lại rồi ông chỉ trích tôi, ông đứng ông trách móc tôi hoài vậy hả? Chỉ trích cái gì hả? Bà là cái người bỏ tôi mà. Ông là người bỏ tôi. Tôi nói là bà là cái người bỏ tôi. Thôi. Đụng một chút là mở nhạc, đụng một chút là mở nhạc. Làm như là biết cái dòng tôi hát, tôi không hát được hay sao cứ mở nhạc hoài vậy hả? Nhớ kỹ lại đi. Ai mới là cái người bỏ ai hả? Bây giờ không nói nhiều với ông nữa. Bước xuống đây, ngồi xuống, quay trở về quá khứ, nhớ lại, coi đứa nào bỏ đứa nào. Nhớ lại. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây thành lòng. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Nhớ nghe. Nhớ. Làm mẫu rồi đó. Hát cái chữ chạnh lòng là phải hát sao cho khán giả người ta nghe, người ta cảm thấy mình chạnh lòng. Là cái chữ chạnh là mình phải ngân và có chút xíu cái hộp ở trong đó ha. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh. Hiểu không? Chạnh lòng. Hát. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạn lòng. Hay không? Hay không? Bà hát ngu quá. Nè nha, người ta nói hát á là chỉ có hát hay và hát dở, không có hát ngu đâu nha. Hát á, người ta hát người ta phải có cái cảm xúc trước người ta mới hát, hiểu không? Giống như là cái câu ngược thời gian trở về quá khứ là mình phải nhớ trước cái quá khứ mình là cái gì, lúc đó mình đủ cái cảm xúc rồi mình mới hát cái câu kia, hiểu không? Là sao? Rồi giờ tập trung nhớ vô quá khứ nè. À, là nhớ vô quá khứ là liếc lên đó đó hả? Tập trung á, chú ý để đừng có quên, hiểu không? À. Sau khi mà cảm xúc đầy đủ bắt đầu hát. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Hát. Tâm lý nè, tâm lý trước, tâm lý nè. Đang làm gì giờ sao không hát? Đang nhớ về quá khứ. Rồi chừng nào mới hát? Chừng nào nhớ được quá khứ thì hát. Mày nhớ chưa? Không có quá khứ để nhớ. Trời đất ơi, cái bài dễ vậy mà cũng không có nhớ được đó hả? Tự nhiên bắt nuôi tâm lý sao nuôi được? Bây giờ hát không được bài mới đúng không? Cái bài cũ hôm bữa tôi dạy bà đâu? Bây giờ trả bài, lẹ lên. 2, 3. Em nhìn anh mình bừng cười bên nhau, lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà. Một mai mình ra đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhăn nhẻo. Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh? Giữ nha, giữ nha. Không, cái này là nhận xét thiệt nha. Hả? Là tôi thấy bà không có khả năng hát. Thiệt. Nhưng mà bà được cái là thông minh. Ai dạy cái gì chừng chút xíu là bà biết à. Trời ơi, nói thiệt không? Thiệt. Tôi là tôi có ước mơ tôi sẽ làm ca sĩ nổi tiếng á. Tôi, ông dạy tôi đi, ông dạy tôi mà hát hay hay một chút tôi đi làm ca sĩ. Là lúc đó ha, là ông lên đời theo tôi luôn á. Vậy hả? Hả? Nhắc ca sĩ mới nhớ. Hình như hôm nay ở ngoài chợ á, có cái danh ca Lê Nghĩa á, về chợ mình hát á.
Thiệt hả? Thiệt mà. Trời đất ơi, danh ca Lê Nghĩa là thần tượng của tôi á. Vậy hả? Bây giờ mình đi ra ngoài chợ mình coi đi. Đi coi hả? Đi coi đi. Ừ, đi coi. Đây đây đây, vô cắt vé cái vô ngồi coi liền nha. Chuẩn bị ha. Nửa tiếng nữa là hả bám là bắt đầu chơi diễn nha. Rồi vô. Người ta có vé kìa mà không có vé sao vô? Thì bà tự lo đi. Ông đó không thích bà đó. Trời đất ơi. Ê, nhưng mà anh à... Tự nhiên không phải để kiếm tôi chi vậy? Cho em vô coi hát đi. Thôi, đây là nó nghe, trời ơi tôi thương thơ thiệt nha. Dạ. Nhưng mà thương gì thôi, này hả tôi xác vé mà tôi cho thơ vô hồi nữa, trong đó hả tao đầy tôi chết. Có vé không tôi cho vô, nha đây cắt vé cho. À em có. Ừ, đây. Dạ. Ừ. Trời đất ơi, tôi cắt 5,000 rồi hả trời. Sao đưa tiền cho tôi làm chi vậy? Có lẽ anh đã sống quá vội. Anh, mai mốt mình phải sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn anh nhé. Rồi làm kiểu này. Trời ơi, có cái khác tôi cắt đi. Đưa cái gì đây? Alo Min nè. Vé VIP luôn thôi ơi, vô vé VIP luôn. Yeah. Mày ở ngoài. Nè bác. Ê, lên sân khấu luôn. Ê, nào thôi mình vô coi đàng hoàng. Vô bây giờ đúng rồi, đi vô coi đi. Anh nó vô vô anh vô tám rồi đó. Trời đất ơi. Mọi người bình tĩnh, tìm cách giải quyết đi. Mất tiêu. Anh nên về chữa trái đi anh. Trái 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 nhà rồi, trái rồi. Ê, hai bay ở chung á, về chữa luôn, lẹ đi. Tôi đi giúp. Ừ. Ê, đứng lại. Gì vậy? Trời định lừa tôi hả? Không có dễ dàng đâu nha, tôi nói thơ nghe. Tôi thích thơ, nhưng mà bây giờ thơ đang làm cái chuyện mà tôi không thích. Ủa, em làm chuyện gì mà anh không thích? Tại vì thơ thích nó mà thơ không thích tôi. Ủa, nó có gì hơn tôi mà cảm xúc của thơ nghiêng về nó? Thì ông lùn hơn anh. Ồ, nó vô, tôi lùn hơn anh á. Ờ, mấy cái đó là tưởng hơn luôn hả? À, cái đó là thua người ta mà tại tôi nói đỡ á. À, nhưng mà có một điều nha, có một điều ổng hơn anh. Hơn tôi gì nữa? Ổng hát hay hơn anh. Ê, cái này. Hát hay. Ê, cái này giữ được chưa? Được chưa? Được. Ê, tao hát hay mày luôn á mày. Ôi, nhưng mà mày giữ lùn mày ơi. Muốn dây mượn cô em này xíu được không? Ê. Ê. Sao? Lỡ tay. Bây giờ không nói nhiều. Muốn vô trong kia, khi nào mà thơ đích thân thơ nhậu thắng tôi đi tôi cho vô. Cái gì vậy? Trời đất ơi, người ta là con gái con lứa, tự nhiên kêu nhậu với mấy người à, sao tôi nhậu lại? Đúng rồi. Nghĩ sao vậy? Người ta con gái mà bắt nhậu cái gì? Khỏi có gặp ca sĩ gì đó. Đi về. Về tôi hát cho. Tôi chỉ cho hát. Mắc mới gì gặp ca sĩ gì rồi phải đi uống rượu với người ta. Trời đất ơi, tôi nói thiệt với bà, không bao giờ á mà. Bà nhậu với nó thiệt luôn hả? Vì đam mê, vì thần tượng, cái gì tôi cũng chơi. Giờ nè, tôi nói cho thơ nghe ha. Tôi đàn ông trai mà không, tôi chấp thơ tôi uống trước. Chơi thơ nè, uống đi. À, anh Trung nè. Gì? Anh thích em ở điểm nào vậy? Cái sắc đẹp của thơ. Ôi nhưng mà lỡ như em uống cái ly rượu này vô á, rượu sẽ từ bản họng em, nó chảy xuống tim, từ tim nó theo đường máu, nó băng ngang qua lá lách, từ lá lách nó xuống tới cái ruột non, từ ruột non nó xuống tới cái ruột già, từ ruột già nó xuống tới cái ruột dịch. Bà bị gì vậy? Ruột dịch đâu ra? Lộn chứ, dịch xuống một già rồi hết biết đi đâu rồi. Xong nó làm tàn phai nhan sắc của em. Lúc đó em không còn đẹp nữa. Anh có thích em không? Tôi uống cho thơ ly này. Mai uống giùm em gái em không? Chờ anh uống ly anh nha. Dạ. Dạ tới anh đó, tới anh. Tới anh. Dạ tới anh. Ê trò này được nè, đổi tới tôi. Xuống đi. Tới em nha, tới em. Anh Trung, anh thích em ở điểm gì? Anh thích em bởi vì em cute, nhỏ bé, dễ thương.
anh có biết không, nếu như anh đã khen em như vậy, anh nỡ lòng nào cho em uống rượu? Rượu vào nhan sắc em tàn phai, chưa kể em uống cái ngụm rượu vào, rượu nó sẽ đi xuống từ đường của cuống họng, từ cuống họng nó sẽ đi xuống tới trái tim không ngủ yên. Từ... cái gì vậy? Làm vậy cho nó tình, để anh uống cho em nha. Ôi trời đất ơi, ủa có gì sai sai hay sao á? Có gì sai đâu anh. Có gì sai đâu. Dạ tới anh uống nữa. Tới làm gì vậy, làm gì vậy? À, đâu có gì đâu, tay chân không biết làm gì, đang bắt dế. Uống tới anh nữa. Dạ. Xỉn rồi, xỉn rồi. Xỉn rồi, đi đi. Đâu vậy, đâu vậy? Đâu vậy? À chưa xỉn. Trời ơi, uống miếng nữa thôi. Dạ. Anh còn thích em ở điểm nào nữa không? Cái mái tóc dài thơm suông mượt của thờ. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, người bao nhiêu nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đầu về quê em phù sa bát ngát, tình mình nhu ngăn cần. Có chuyện rồi, hai người ở trong vàng bè á, người ta bị hư xe, người ta không lên đây kịp rồi. Rồi giờ sao diễn cái bài đó? Ừ cái gì vậy? Bây giờ không có bè làm sao mà hát? Anh Nghĩa, em là fan hâm mộ của anh. À, thật sự là em không muốn nghe lén đâu, nhưng tại em lỡ lén lén đứng đây rồi em nghe luôn. Dạ, em thấy anh đang gặp một cái khó khăn gì đúng không? Anh đang cần một giọng nữ bè đúng không anh? À thôi được rồi, cảm ơn em, chuyện của anh để tự anh giải quyết. À không, anh ơi, em nói anh nghe nè, anh! Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca, hòa trong con tim ta, nhịp yêu thương thấm nồng. Giờ đây chia xa, làm con tim nát tan. Rảnh 2 tiếng không? Dạ rảnh. Giúp tôi nha. Dạ được. Ê khoan, nhưng mà anh cho em mượn cái viết với tờ giấy được không? Giờ này còn xin chữ ký nữa hả? Dạ không có, em để là một tâm thư cho cái người quan trọng lắm. Rồi, lo chuẩn bị xe đi. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón giọng hát của danh ca. Ông đã nói là đi thực hiện ước mơ, thì khi nào người ta thực hiện được thì người ta sẽ quay về. Mà ước mơ là những gì là mơ hồ, thì làm sao biết chắc chắn là cái ngày thực hiện được, thì làm sao tôi hứa với ông tôi về được hả? Rồi giờ thực hiện được rồi về làm gì? Thì về đây ở luôn. Về đây ở luôn rồi người ta kêu gọi số trên Sài Gòn rồi sao mà đi lên, chạy lên chảnh hát hả? Thì không hát nữa. Tôi nói cho bà nghe, bà đừng có ý bà nổi tiếng ha. Rồi bắt đầu giả bộ nói bỏ nghề này nghề nọ cho nhà báo đồ ta để ý ha, ta đăng lên để nổi tiếng thêm hả? Mấy đứa con nít của cái xóm này nó coi bà như là tượng đài đó, làm gì thì làm. Đừng bao giờ mà để cho tụi nó thất vọng. Nè, ông không có hiểu gì về tôi hết trơn, cho nên là ông đừng có nói gì nữa hết. Ông càng nói thì càng làm người khác tổn thương thôi. Tôi nhắc lại cho bà một lần bà nhớ, sống sao á mà đừng bao giờ làm khổ bất cứ một người nào nữa hết. Biến khỏi cái mảnh đất này. Thật sự tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui khi được đứng trên mảnh đất quê hương của mình để đem lời ca tiếng hát đến cho mọi người. Và tôi quyết định chọn đây là điểm dừng chân cuối cùng trong live show xuyên Việt của mình. Ủa, sao vậy cô? Sao vậy? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta biết được mình chỉ còn một ngày để sống thì chúng ta sẽ làm gì? Đối với tôi, ngày hôm nay
Tôi đứng đây giữa tình thương của mọi người, giống như là tiếp sức cho tôi, thêm cho tôi sức mạnh để tôi có thể đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời của mình. Đó chính là Cô sao vậy cô Thơ? Cô Thơ, Tôi đã bị ung thư dòm họng giai đoạn cuối. Đối với một người nghệ sĩ, một người ca sĩ bị mất đi giọng hát của mình thì đó là điều khủng khiếp nhất. Sống trong cuộc đời này, hạnh phúc hay đau khổ là do tự mình quyết định. Cho nên nếu chỉ còn một ngày để sống thì tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm để đem hạnh phúc, đem tình thương đến cho mọi người. Bà Thơ, sao bà gạt tôi hoài vậy? Lúc nào bà cũng nói xạo với tôi hết là sao vậy Thơ? Ông làm cái gì vậy? Tôi gạt ông cái gì hả? Bà bị ung thư mà bà còn giấu tôi nữa hả? Vậy chứ, có bao giờ ông chịu sống chậm lại, ông bình tĩnh lại, ông không trách móc tôi để mà ông có thể nghe hết tất cả những nỗi lòng từ tôi không hả? Tôi đợi hoài, đợi bài hoài mà không có thấy bà nói. Ông nói là ông đợi tôi, ông đợi tôi vậy mà ta phải xa cách nhau 28 năm. Tôi không hề bỏ ông. Bây giờ tôi chỉ xin ông một điều thôi, hãy sống chậm lại một giây để tôi có thể nói với ông rằng tôi có thương ông. Thơ ơi, tôi biết rồi, lỗi của tôi, phục vụ cho khán giả đi. Chỉ còn có một đêm cuối này thôi, đáng hát cho khán giả đi Thơ. Đừng vô đây Thơ. Tôi sẽ hát một bài hát cuối cuộc đời mình. Chỉ còn cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Suy nghĩ và cái quan điểm riêng của em về hài kịch đó là hài kịch là không chỉ là cười trên hài mà nó còn cả cười trên bi những câu chuyện chính kịch. Nếu như mà một cái kết ao bi kịch, chính kịch nhưng làm cho người ta cười trong lòng, lạc quan trong lòng, hướng tới những điều tốt đẹp thì đó là cái điều mà em luôn muốn hướng tới và thực hiện cả ngay lúc này và sau này nữa. Cái tham vọng của em đó là luôn muốn có một cái đường đi, một cái gu hài riêng về cảm xúc, và em hy vọng là sẽ được khán giả đón nhận và cả bạn đồng hành của em cũng đã cố gắng giúp em. Tiếng cười ở đây ở đâu? Là tiếng cười của nhân vật. Tôi thấy cái này á, nó rớt nước mắt thật, nhưng cái nước mắt này là nước mắt vui chứ không phải ai cũng được cái điều này. Hay tôi thì tôi rất là dễ cảm xúc, cho nên là cứ các em lật kịch là tôi dễ bị xúc động lắm. Trong cái không khí nó vui nhộn rồi sau đó nó lắng lại. Hơn ai hết mình là người nghệ sĩ, có lẽ là mình dễ cảm nhận và dễ cảm thông với cái hoàn cảnh của cái cô này. Các bạn có một cái tiểu phẩm rất là tuyệt vời. Theo anh nghĩ thôi nha, các em có cái ý rất là hay. Cái điểm dừng chân cuối cùng này trong cái live show xuyên Việt, nó không đã bằng cái điểm dừng chân cuối cùng tại quê hương. Đừng có nói là một cái live show em làm ở đâu, có đó là cái chuyện của em đi. Em dùng cái này thì anh nghĩ là nó sẽ đã hơn. Và rõ ràng là trong nghề này không thể nào không có cái sự may mắn. Và không thể nào không có nói là tôi không có cơ hội mà tôi có thể làm được.
phải có may mắn. Đó là cái yếu tố mà tất cả anh em chúng ta ngồi đây đều phải có. Và tụi em đã rất là kỹ càng chi tiết từng cái tấm vé để vào cửa, từng cái này cái kia. Các em làm một cái tiểu phẩm mà anh thấy là đầu đuôi gốc ngọn nó tới nơi tới chốn. Một cái chuyện nữa mà chúng ta cũng cần có ở trong cái cuộc sống đó là sự chia sẻ và cảm thông. Các bạn đang gợi lại cho tất cả chúng ta một cái điều như thế này này. Tôi thì tôi có một cái tính rất là ngộ. Tôi có mần từ thiện hay không, chuyện đó mình tôi biết. Và cái điều đầu tiên là phải ở quê hương tôi cái đã. Thật sự ra thì ở đâu cũng cần cả. Nhưng quê hương ngay cái chỗ mà tôi sinh ra, quê cha đất tổ của tôi, thì còn nhiều cái hoàn cảnh như thế, thì tôi sẽ dành cho cái điều đó trước. Và ngày hôm nay tôi bắt gặp được cái này ở trên cái sân khấu này. Tôi cảm thông với cái người nghệ sĩ này. Bởi vì nhiều khi tôi đi làm tôi cũng bán mạng, bán thân tôi. Nhiều khi tôi cũng không nghĩ là có lúc tôi phải nghỉ ngơi. Bởi vì đó là cái đam mê. Tiền bạc ai cũng ham. Nhưng cái đam mê nó cũng là cái quan trọng. Nó ghê gớm, nó kinh khủng lắm. Có thể là tôi làm một vài năm, tôi bỏ tiền trong ngân hàng. Tôi có thể tôi sống được hết giờ tới già. Bởi vì giờ tôi cũng gần 50 rồi. Sống được 20 năm cũng đủ. Bởi tôi ăn cá khô, ăn mắm không, tôi cũng chẳng cần gì tiền nhiều đâu. Nhưng mà mình nghĩ không có được là tại nhiều khi một tuần lễ mà trời mưa cả một tuần lễ, anh em mình ở ngồi tự soi gương rồi tự lấy đồ ra, tự đánh, tự vẽ. Các bạn có gì không chứ tôi có. Lâu lâu rồi nghỉ cả tháng trời bị cái cổ đó rồi bệnh. Rồi xong rồi ngồi không đi diễn được. Cái thời gian mà tôi vô nước biển nhiều đó. Rồi xong tôi ngồi tôi tự vẽ mặt, tôi tự coi tôi trong gương. Rồi tôi cười, tôi khóc mình tôi. Thử ra là cái đam mê của mình nó mới đã. Mà tôi đi làm tôi không bệnh. Tôi ở nhà tôi bệnh. Đó, lạ lùng vậy đó. Cái nghề này nó là như vậy. Và rất là cảm ơn tất cả các bạn đã trợ diễn cùng với Buka. Và cảm ơn Buka, cảm ơn bé mèo nè. Là đã cùng với Buka đem lại một cái tiểu phẩm rất là dễ thương. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh rất nhiều. Trời đất ơi ông trời, con khổ quá mà. Con là thần tổng quản mà ông bắt con đi theo ông Tơ Bào Nguyệt từ kiếp này qua tới kiếp khác, cho tới bây giờ con làm con người luôn rồi nè. Con cũng chưa tìm thấy được ông Tơ Bào Nguyệt. Sao vậy? Biết tới chừng nào ba người tụi con mới hoàn thành nhiệm vụ, mới trở về trời được đây. Ông mà cũng thiệt, ông khó ghê luôn á. Ông muốn là ba người của con phải là có chung một cái cơ duyên, cùng gặp mặt nhau, rồi cùng làm hoàn thành xong nhiệm vụ, lúc đó mới trở về trời được. Ông trời ơi, sao mà khó quá vậy? Ê, ông Tơ Bà Nguyệt, ông Tơ Bà Nguyệt đã xuất hiện rồi. Bây giờ còn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nữa thôi. Ông Tơ Bà Nguyệt ơi, cố lên nha. Cô với tôi đang có chung một cái nỗi buồn với nhau á hả, đúng không? Mà cái lời tâm sự đó vậy cuối cùng là chồng của cô sao vậy hả? Chồng tôi ông bỏ tôi đi theo người khác rồi. Mà còn anh, vợ anh đi theo người khác hả? Không, người khác đi theo vợ tôi. Hey! Hả? Cô ơi, cô cái vụ gì? Ủa, ở trên cái miếu này đang vắng mà tại sao lại có người mà đâu? Đi cái tướng gì sao cái mặt sao? Cô ơi, không ổn rồi, coi chừng là cướp hay là giao cái gì bậy bạ ở đây đó. Gì ghê vậy? Núp đi, núp đây, vô đây, vô đây. Ôi trời ơi. Ê, thiệt, thấy ghê quá. Ê, đây nè. Gì? Đứng đó. Cô mà tiến lại gần là tôi la lên. Tôi bị thất tình. Người yêu của tôi là chồng sắp cưới của tôi. Hồi trước á, tôi đâu có mập vậy đâu, tôi không nhôm nhách à. Sau khi từ khi yêu ảnh, quen ảnh thì tôi mới đi học những cái lớp nấu ăn, tôi nấu những món ăn cho ảnh ăn. Nhưng mà tôi nấu ngon quá mà. Tôi phải ăn trước chứ, ăn nhiều quá riết mập dần đều theo thời gian. Bây giờ ảnh chê tôi mập, tôi xấu. Mà còn nữa, chỉ vì một cái đêm hôm đó tôi nằm kế ảnh, tôi lỡ tay gác nhẹ lên cái cổ của ảnh rồi. Anh chửi quá trời, anh chia tay tôi luôn. Cái cuộc trò mà cô chấn vô trái khế, người ta dập trái khế thì còn gì là độ chua nữa. Ôi, cái ông này. Nói chung tôi buồn lắm,
anh Nhân ơi, anh Thôi Nhân. Em đừng nhắc tên tôi làm gì. Ủa anh Nhân. Đừng á, bà đứng im ra đi. Tôi sợ bà lắm rồi nghe, bà tránh xa tôi ra nghe. Nhưng mà không lẽ vì cái lý do nhỏ xíu đó mà anh bỏ em? Bà muốn biết cái gì? Không phải vì trái khế của tôi đâu, mà tại vì bà mập, bà xấu. Ôi anh ơi, anh ơi, cái mũi em mới sửa nè, lâu quá không biết bị gì á. Ôi cái mũi em mà nó bị gì chắc anh không yêu em nữa đúng không? Không có đâu, em yên tâm đi, dù em có xấu cỡ nào đi chăng nữa, em có không có lỗ mũi đi chăng nữa, anh cũng vẫn yêu em mà. Ủa mà không có cái mũi sao thở? Em yên tâm đi, anh sẽ lấy nhịp thở của trái tim để gắn ở lỗ mũi của em. Yêu quá. Tôi nói cho bà biết, không những bà mập bà xấu nha, tôi chia tay bà là thêm một lý do nữa là tại vì đi với bà lúc nào cũng xui. Ủa mắc mớ gì đi với em xui? Bà không nhớ hả? Có một cái hôm đó tôi đi xin việc, tôi lên tôi xin việc làm cái bà một hai bà đòi đi theo cho đã, cái bà vừa mập bà vừa nặng nề, bà lết. Tôi lên tới chơi nó hết giờ nộp đơn hết mất việc luôn. Một cửa khác nữa, tôi đi qua chỗ khác tôi nộp đơn, tôi được phỏng vấn. Tôi lên tới trên đó tôi để bà ở nhà, tới giờ tôi phỏng vấn bà gọi điện thoại tôi: alo anh ơi về đi em có bầu rồi. Tôi bỏ phỏng vấn bỏ hết, bởi về nhà chở bà đi khám, về mới biết bà bánh bao sình bụng. Xui là ha, bà thấy bà quá đáng chưa? Em à, hôm bữa anh nghe dạ. Nói là em đi đánh bài đánh bạc gì đó với đám bạn bè của em nói là em đánh bài cào mà tất cả các dáng em đều ù hả? Dạ em xui lắm. Em yên tâm, tiền đây em cứ trả đi, dù em có xui tới cỡ nào đi chăng nữa anh hứa anh cũng vẫn mãi yêu em. Nè anh thấy người ta yêu nhau chưa? Tôi xin lỗi. Mày mốt em muốn em giảm cân em không mập nữa. Vậy là giờ quề nghe. Quề. Đúng. Tình yêu là phải như thế này nè. Là phải vị tha, bao dung và thông cảm cho nhau vậy đó. Phải. Tình yêu là phải như vậy. Dù người mình yêu có xấu thế nào đi chăng nữa, phải ôm trọn cô ta vào lòng suốt cả cuộc đời này. Hai người hãy tin chúng tôi, bởi vì chúng tôi chính là người dân. Ủa cái gì vậy? Lỡ. Vậy là nãy giờ lừa tụi tôi hả? Nè. Dạ không phải. Dạ tại vì không phải đâu. Tại thật sự là cái lý do chia tay cũng không có cái gì mà lớn to tát hết. Tự nhiên có một hai cái đó cho nên là tụi tôi muốn giúp đỡ vậy thôi chứ không có ý gì. Đúng rồi đó anh. Nhưng mà hai người đó giúp mình mà đừng có đánh người ta. Giúp đỡ hả? Dạ. Thì thôi, thì cảm ơn. Cảm ơn hai người nghe. Xếp đồ đi về đi em. Dạ. Bye bye nha. Dễ thương quá à. Yeah. Dạ. Gì vậy? Chúc mừng hai người đã trở về trời. Ủa không, không nhận ra tôi hả? Gì vậy hả? Tôi là ông thần tổng quản này ông Tơ bà Nguyệt. Gì hết trời? Hai người hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, bây giờ mình về trời. Mệt quá ông Tơ bà Nguyệt gì ở đây? Đi. Ủa là hai người đi. Không nhận ra luôn hả? Thôi ông ơi, mệt quá bây giờ. Còn cách cuối cùng hai người phải xin lỗi nha. Ủa hê hê cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Trời. Chạm nhau là điện giật. Nhớ ra rồi đúng không? Nhớ ra rồi đúng không? Nè, bà Nguyệt, anh đây. Anh Tơ. Phải. Nhớ ra rồi, yes. Ông Tơ và bà Nguyệt, cuối cùng thì hai người cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, chuẩn bị về trời phục chức. Nhìn đi, ta có món quà tặng cho hai người. Ê, nói nghe nè, hát về đủ rồi, đi về trời, lẹ lên nha. Đi thôi, nhanh lên, chúng ta đi lên. Dạ. Hôm nay
hẹn mình ra đây. Chắc có lẽ là ảnh sẽ nói chắc chắn mình sẽ đến để gặp anh, và sẽ nói cho anh nghe hết tất cả những gì mà mười mấy năm qua mình chưa nói lần nào cả. Cái thiền kia né ra nè, cái thiền mấy cái thiền kia né ra nè. Trời ơi chị, đúng là thiền nhà giàu có khác chị ơi. Mấy cái thiền kia nhà nghèo quá, nó đứng im có một chỗ, và chị còn thiền của mình trời không có gió, sóng không có đánh mà thiền vẫn chạy phà phà chị ơi. Bao nhiêu ta vừa bơi vừa đẩy nãy giờ nè. Tao nè. Ôi đất ơi, nãy giờ mày ở dưới mày đẩy hả? Ừ. Tao không biết đâu nãy giờ. Kéo nó lên. Đỡ tao lên. Tao tưởng cái mù tưa không à. Tưa cái đầu mày lạnh quá. Ê, mày xuống được sao mày không tự lên được đi? Tao xuống được đây là nhờ mày đạp nó xuống đó, quỷ. Quên. Đỡ lên. Đỡ nó lên. Lên. Trời ơi. Có sao mày? Không phải. Chị thông cảm đi, lúc nãy á, tại vì sóng đánh nhiều quá em hiểu không? Em lỡ tay em trên em quơ vậy thôi. Cứu tao. Sao xuống nữa vậy? Gì? Tao lên lại. Lên cái đầu mày á, tao lên mày đạp tao xuống nè hả? Không có sao đâu, xin lỗi mà lên lại đi nè. Rồi đó. Xin lỗi nhiều nha. Thiệt tình á. Ướt hết người luôn. Hai đứa bay giỡn hoài à. Dạ thông cảm đi chị. Ủa Thảo. Dạ. Chị Thảo nè, chị Mai. Trời ơi vui quá nay gặp Thảo. Mai, Thảo Mai. Đợi chị xuống. Dạ. Từ từ cho chị nặng lắm, có chừng lúng xình chị nha. Đi qua đây, hai đứa bay qua đây, nhanh lên. Thì sao sao? Hai đứa bay biết á, là con Thảo á, nó yêu anh Dũng của tao. Mà à, hai ngày nữa tao với anh Dũng cưới nhau rồi. Hai đứa bay á, làm sao được thì làm nghe chưa. Chị yên tâm, chị nói vậy là em hiểu liền. Để em. Nè Thảo. Dạ. Anh biết rằng anh nói cái tin này ra em sẽ sốc lắm, nhưng mà buộc lòng anh phải nói. Hai ngày nữa là đám cưới của anh với anh này. Ừ ha, mày đi ha. Đám cưới của anh Dũng với chị Mai. Nói cho đàng hoàng. Đây, thiệp cưới của anh Dũng với chị Mai đó. Em nhận đi. Lấy đi mà, lấy đi. Chị Mai ở đây ít mời ai lắm. Bởi vì cái làng này có ai chơi với chị đâu. Hả? Ừ. Ý em nói là cái làng này sao dám chơi với chị giàu quá mà. Chị Mai đây là giàu nhất cái làng này. Đúng rồi. Tiền với nhiều nhất cái làng này. Bởi vàng với nhiều nhất cái vàng này. Chưa kể chị ngu nhất cái vùng này. Ý em nói là cái làng này không ai ngu bằng chị nè. Em lỡ lời. Nói như vậy mới đúng nghe chưa. Nè anh Dũng á hả, kỳ này anh đi du học về nhà là để anh cưới tôi á. Mà biết làm sao không? Ảnh đi du học á là tiền của ba má tôi lo cho ảnh á. Ảnh thương tôi dữ lắm, bởi kỳ này về em phải cưới tôi rồi. Chứ đâu có cưới ai kia, đâu có chờ đợi ai kia đâu. Dạ. Ủa, em khỏe hả? Đợi chút xíu anh nói chuyện với em. Ủa sao vậy, anh đã nói em rồi, em ở nhà đi, em đi ra đường làm cái gì? Em đi không mát. Không mát sao mà được, đó em thấy không, mới ngày hôm qua đó, tối em còn ở nhà em mập mạp, đi ra đường mấy tiếng đồng hồ, bây giờ nhìn em ốm nhách đi nè. Trời ơi, sao vậy, mấy cái loại sữa anh mua ở nhà có uống chưa? Cái sữa, cái ông gì đầu trọc cái, đúng rồi, sữa gì? Cái sữa, sữa ông Thọ. Biết rồi, để giỡn xíu nha, xíu thôi. Đó thấy không, ảnh thương tôi dữ lắm á, ảnh mua sữa cho tôi uống bồi bổ tôi luôn á. Thôi từ bỏ đi về đi. Quên nữa, trong thiệp á có ghi ngày giờ ra rõ ràng á nha, nhớ tới đúng giờ không thôi là không có chỗ ngồi đâu á. Dũng, nhắn tin anh làm gì vậy? Không có, anh coi giờ. Ngồi xuống đi anh đấm bóp cho, ngồi xuống đi anh đấm bóp cho. Đúng rồi, nè chị Mai, chị phải về nhà liền thôi. Vậy chị? Em thấy rõ ràng con bầy dịch nó đông lắm, nó đang bơi vô cái ao của men cá tra đó. Bây giờ chị vừa về, chị cản lại mấy bầy dịch liền, nếu không nó sẽ ăn mồi của men cá tra, chị hiểu không? Ủa nhà mình có nuôi dịch hả?
tôi có mua cái bài dịch, bà về bà coi đi để nó lạc hả. Ông xã mua dịch hả? Ông xã mua dịch để đám cưới hả? Trời ơi, dịch của ông xã là phải về liền, về coi liền. Rồi bây giờ lên xuồng rồi, đi về liền nha. Lên xuồng lâu lắm vậy, lên xuồng đi bộ vậy, đi bộ cho nó mệt. Rồi vợ la liền nha, vợ la liền nha. Đi liền chị ơi. Trời ơi, dịch ơi, dịch của ông xã ơi. Hay quá, bà đi. Trời đất ơi trời. Dũng ơi, Dũng ơi là Dũng. Sao vậy hả? Nó nghe nè, tình hình sức khỏe của ba mày đó, nó đỡ chưa? Sức khỏe ba tao yếu lắm. Chính vì vậy tao phải về đây để đám cưới với Mai, rồi cùng gia đình dọn qua bên đó sinh sống. Lúc đó tao sẽ trị bệnh cho ba tao ở bên bển. Nhưng mà còn chuyện lúc nãy thì sao? Tao hẹn Thảo ra đây là để nói về chuyện đó. Nhưng tao không ngờ có sự xuất hiện của Mai. Tao hết cách rồi. Mày có biết mày làm như vậy Thảo buồn, Thảo đau lắm không? Em sẽ không đau đâu anh. Một căn hố tay thật lớn được không ạ? Xin được cảm ơn tiết mục của Tuấn Dũng và Lý Thu Thảo.